Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi qua cái kênh truyền hình truyền thông trực tiếp qua Facebook. Hôm nay là một cái ngày chắc có lẽ là hấp dẫn lắm. Tôi và anh Dũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị những cái gì muốn mang đến cho cộng đồng, nó chất nhất mà nó thật nhất. Bây giờ tôi xin nhường lời hết lời cho anh Quỳnh Uy Dũng, sau đó tôi sẽ trở lại để cho quý vị đặt câu hỏi và tôi sẽ chia sẻ sâu hơn cái câu chuyện về ông Võ Hoàng Yên. Bây giờ tất cả quý vị hãy tập trung vào anh Quỳnh Uy Dũng ạ. Xin chào tất cả các bạn. Mình đang nói. Kính thưa các bạn, hôm nay là cái ngày rất là vui, là vào ngày 30 tháng 3 năm 2021 thì nhận được cái văn bản thông báo của Thủ tướng Chính phủ là về vấn đề giao cho Bộ Y tế kiểm tra cái việc thần y lương y mà hiện nay nó mang cái tính lừa đảo đối với các bệnh nhân ở Việt Nam, gây xáo trộn trong cái kể cả trên các cái cơ quan truyền thông. Thì nói chung là tôi rất là vui. Nói cái điều mà khẩn cầu trước đây thì đến nay là gần như là hiện thực. Sẽ Bộ Y tế chắc chắn, theo tôi nghĩ Bộ Y tế chắc chắn sẽ có một cái chấn chỉnh và đồng thời sẽ có những cái kiểm tra chặt chẽ trở lại để cho người dân mình không bị lừa giống như vừa qua cái tình trạng của Võ Hoàng Yên. Thì qua một cái quá trình thì đến giờ này từ Quảng Ngãi đến nhân dân trong cả nước thì ai cũng biết rằng là những cái chuyện mà quảng cáo trước đây chữa bệnh thì thật sự không có hết bệnh. Đặc biệt là chúng ta các cơ quan báo chí truyền thông cũng như là đã xem ở tại Quảng Ngãi, tại đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi, họ làm rất là kỹ. Anh em công an rất là chịu khó chịu cực đi xuống từng cái người mà bệnh nhân, nạn nhân, rồi là chính quyền của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là huyện Bình Sơn đã trả lời là không có trường hợp nào chữa được. Và nói đây là một cái điều là khẳng định rằng là vợ chồng tôi đã mang một cái món quà trao gửi cho nhân dân để nhìn thấy được những cái sự thật và chúng ta không có bị tra tấn chờ đợi và khổ cực nữa. Qua một cái quá trình dài 14 năm, gần 15 năm hoạt động chữa bệnh rồi là kể cả cơ quan truyền thông, kể cả nhiều người ngộ nhận đó là một thần y, một thánh y, rồi là lợi vận vô tôn giáo, rồi lại lợi dụng vô trong đó là cái nghề y của mình. Nhưng mà thật sự đến năm 2017, từ năm 2010 và đến ngay năm 2017 là không có một cái giấy tờ gì. Nếu con người bình thường như mình thì có cái giấy tùy thân, đó là chứng minh nhân dân. Còn nếu mà hành nghề thì có cái giấy của ngành y tế cấp, các trường lớp. Nhưng mãi đến là năm 2017 mới có được cái bằng chữa bệnh. Ở tại đi học ở tại trường Tuệ Thỉnh ở Thanh Hóa. Mà không biết thật sự thật hư cái bằng đó có học hay không thì tới giờ chỉ có cơ quan y tế với ngôi trường đó mới biết được, và ngay cả chỉ có Võ Hoàng Yên mới biết chuyện đó. Nên là phải nói là rất là vui mừng rồi. Nhân dân chúng ta thấy hai điều, là thứ nhất là chính phủ quan tâm đến cái chuyện này, thứ hai nữa là nhân dân của Việt Nam thấy được hết, riêng chuyện là Võ Hoàng Yên và các đệ tử của Võ Hoàng Yên là không có chữa được, mà làm cho người ta, nếu mà cái bệnh đó mình không chữa được thì mình cũng không nên lừa đảo. Đây là một cái hình thức lừa đảo bệnh nhân, lừa đảo nhân dân. Đây là một cái đại án rất lớn, có thể là lớn nhất mà liên quan đến nhiều người nhất từ xưa đến nay của đất nước, trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, và kể cả liên quan đến vấn đề quốc tế là đến các nước. Thì vừa qua đó thì cũng xin thưa với các bạn, tôi thì cũng ít quan tâm lắm, công việc thì nhiều. Trên cái trang Facebook của tôi là tôi dành để viết về Phật Pháp. Ngày nay viết về Phật Pháp, tôi muốn đi vào một cái con đường riêng của mình. Nhưng mà vì một cái công chuyện, ngay cả cái chuyện mà giữa trong Phật Pháp và giữa cái chánh tà thì là luôn luôn là nó thành một cái sự đối kháng hay là một cái sự thị phi. Ví dụ thị phi là đúng sai,
hay là trắng đen, hay là có không, thì nó luôn luôn, thì khi mà xảy ra cái tình trạng của lương y bộ của Bộ Hoàng Yên á, thì tôi nhiều bạn thắc mắc rất lâu, tại sao tôi biết từ lâu rồi, tôi biết là tôi có thu hồi cái phần tài sản của tôi lại, và thật sự tôi cũng nói rõ rằng là đối với công ty Đại Nam không mua một cái mét vuông đất nào mà nói mua, nghe đồn đâu trên mạng nói là mua miếng đất đâu ngoài ngoài Hàm Tân gì đó. Công ty Đại Nam 15 năm nay không mua một mét vuông đất nào làm gì nữa hết. Tôi muốn gói gọn lại để tôi làm những cái việc của tôi nó nhẹ nhàng hơn, tại vì lớn tuổi rồi. Còn cái việc của vợ tôi thì trên mạng hiện nay cũng lắm thông tin. Thì cách đây mấy ngày tôi có coi trên mạng, kể cả cái clip họ ngắt khúc ra cái câu chuyện là vợ tôi khóc lóc gian xin ghi âm đối với trong cuộc sống tôi là biết Võ Hoàng Yên, gặp tôi thì thể hiện mình là người có tiền. Có lần thì nói với tôi là giàu thứ nhì ở tại Tánh Linh, về Tánh Linh có một ông gì lò gạch, tôi không biết ông lò gạch đâu, nói ông làm được lò gạch đó là giàu nhất. Rồi có lần thứ hai ngồi trên xe nói với tôi không là coi như là giàu thứ nhì của Cà Mau, thì có gần cái tài sản có gần cả trăm triệu đô. Cái này tôi nói thật, tôi tất cả những điều ngày hôm nay tôi nói là tôi lấy cả danh dự của tôi, kể cả những gì của một con người, nếu mà tôi nói không đúng thì chắc có khi trời tru đất diệt. Tôi nói thật sự như thế. Tôi là cái người là rất là tôi tin vào luật nhân quả, và tôi là cái người rất là tin tưởng trời Phật. Thì để mà hôm nay là một cái bữa mà tôi nói rõ ra hết để mọi người biết về cái thủ đoạn của Võ Hoàng Yên trong cuộc sống chơi với nhau. Vậy tôi là cái người giúp đỡ cho Võ Hoàng Yên. Nếu mà Võ Hoàng Yên mà chữa bệnh được như thế thì giúp, nhưng mà sau đó tôi phát hiện là không phải. Mà cậu này thì thần thánh quá lắm. Ngay cả cái chuyện là đưa lên trên mạng là có một lần đi theo vợ chồng tôi đi xuống thăm mộ bố vợ tôi, thì có một lần đó và sau đó tự động đi đến đó, tự động đi đến đó rồi quỳ lại gì tôi thấy trên mạng, tôi cũng ngạc nhiên đó. Rồi lên trên xe, cái lúc mà đi cùng tôi lên trên xe thì nói với tôi và vợ tôi, nói vợ tôi ngồi tôi nghe đó, có anh lái xe là coi như là bố vợ thì đào thai trên Tây Ninh 13 tuổi rồi đó. Tức là những cái trò mê tín dị đoan để chi, để dẫn dắt vào cái chuyện để trục lợi. Thì khi tụi tôi biết nhau thông qua anh Hoàng ở đài truyền hình Bình Phước kết nối, rồi nhờ đài truyền hình của Bình Dương làm cái chương trình San Sẻ Yêu Thương, thì đài truyền hình Bình Dương họ cái tâm cũng rất là tốt, họ nói nếu họ cũng bị ngộ nhận giống tôi như thế đó, thì tôi nhờ tôi biết được là sau đó Sở Y tế là bắt đầu là không đồng ý chuyện đó, và có mời đài truyền hình Bình Dương qua dự kiến sẽ báo cáo với ủy ban và có khả năng là cái đề nghị kỷ luật đấy, vì là chữa bệnh trái phép. Thì lúc đó là bắt đầu tôi có sự hoài nghi, nhưng mà tôi trong thâm tâm tôi nói nếu mà đúng y như cái clip mà đưa, thì nếu thật sự mà giỏi như thế, một thằng y giỏi như thế mà chữa được tâm lý cho các cháu, tôi sẵn sàng tôi làm hết tất cả. Rồi là trong trường làm tôi xây luôn cái trung tâm để cho chữa bệnh đó, rồi trả lương luôn với điều kiện không có thu tiền của ai hết. Và trong thời gian chờ đợi đó đi chữa bệnh đâu, tôi cho tiền mà. Riêng tôi không là tôi cho tiền mặt là gần 8 tỷ. Tôi cho tiền mặt không là gần 8 tỷ với một điều kiện đừng lấy tiền bệnh nhân, tại vì người ta nghèo khổ. Tôi đối xử rất là đàng hoàng. Nhưng mà đặc biệt cái tay này thì có một cái ý đồ ngay từ đầu. Đối với tôi thì như thế, nhưng mà không bao giờ dám hỏi tôi mượn tiền. Với cái đó là tôi tự động tôi cho. Hỏi tôi mượn tiền, nói với tôi thì là không dám thánh tướng. Nhưng mà đằng sau đó thì là các cái chuyện mê tín dị đoan, thì nào là coi như là thần y, nào là qua đà tái thế, nào là vua Lý đào thai xuống, nào là giống như thánh nhân. Tôi nghe vợ tôi nói với tôi. Còn riêng cái lần mà nói là đi thăm mộ mà nói bố vợ tôi là đào thai 13 tuổi ở Tây Ninh là chính tôi nghe và tôi cam kết kể cả cuộc đời của tôi cho cái câu nói này trước trời Phật. Nên là đây này là rất là mưu mô,
Và trong cuộc sống á, thì có một sự sắp đặt để lừa đảo. Nên khi á, là chúng ta, ví dụ cho tôi chơi với các anh đi, không, các bạn đi, nhưng mà để canh me cứ nói cái gì là ghi âm hết đó, để rồi á, là nhằm mục đích sau này phục vụ cho cái công tác lừa đảo của mình. À, mà cái lừa đảo đối với vợ tôi hay là đối với tôi nó nhỏ so với cái lừa đảo lớn nhất, đó là lừa đảo nhân dân Việt Nam, lừa đảo các bệnh nhân của Việt Nam trong suốt 15 năm. Cái này lớn lắm. Mà may mắn là hôm nay là tôi nói thật sự, tôi cầm cái văn bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cho Bộ Y tế, là tôi rơi nước mắt, là tôi rất là mừng. À, mà tôi nghĩ rằng trong đất nước Việt Nam chúng ta không phải có một thần y Võ Hoàng Yên đâu. Hiện nay trên mạng xuất hiện nhiều thần y lắm, có những người nào rồi đó là đang để tính mình làm thần y, là người đã làm thần y thì có khả năng là cơ quan y tế và chính phủ sẽ có luật để chế tài để làm sao bảo vệ cho người dân của mình, và để tránh cái chuyện mê tín dị đoan, tránh cái chuyện để là người ta lợi dụng vào đó để người ta trục lợi với người dân, và đặc biệt những cô công nhân, những người dân nghèo khổ cực lắm. Cho nên là vừa qua tôi có coi một cái clip, cái câu chuyện đó mà nói bà xã tôi khóc lắm vậy. Cái câu chuyện đó nó dài, nói gần cả tiếng, nhưng mà ngắt một khúc để đưa lên tại cái câu chuyện nó dẫn dắt cái câu chuyện, chứ không phải là nó như thế. Ngay cả tại nhà tôi thì có lần có bộ Hoàng Yên đó, vợ tôi, tôi nói là trước mặt Hoàng Yên, vợ tôi cũng nói cái câu chuyện doanh nghiệp nếu mà đi chữa bệnh rồi thế nè, sẵn sàng giúp đỡ rồi này kia nọ, ngay tại nhà số 6 Nguyễn Tân thôi. Thì khi chơi với tôi, nhưng mà đằng sau đó thì bà, lúc mà hỏi mà mượn tiền bà xã tôi thì bà xã tôi có nói với tôi, thì tôi nói nếu cần thì xây chùa xây đồ thì nó thiếu thì cứ cho người ta mượn. Thì cái vấn đề đó xong rồi nó gắn vô những cái câu chuyện, cái câu chuyện nó dài nhưng mà gắn vô. Và kể cả Võ Hoàng Yên hiện nay là tôi thấy trên clip và trên mạng mấy ngày hôm qua tôi coi thôi, rồi còn nói sẽ có những cái clip động trời nữa này kia. Tôi xin nhắn gửi với Võ Hoàng Yên cứ đưa hết lên, có cái gì bị gọi nhất, có cái gì ghê gớm nhất để chứng minh mình là con người, là có một sự sắp đặt lừa đảo có tổ chức và có bức chuẩn bị, cứ đưa hết lên. Và kể cả những cái clip tồi tệ nhất cứ đưa lên để chứng minh á, để cho mọi người biết, là một thần y hay là một thầy tu hay là giống như là một cái tên mà giống như là Thích Phước Ngọc gì ở dưới Vĩnh Long á, hay là giống một cái thằng đi được sống chuyên môn bám vào cái vạt áo cái quần slip của người phụ nữ. Tôi nói thật sự, tức là người mà đi sống mà mình không có cái nghề nghiệp đàng hoàng mà đi bám vào một cái người phụ nữ để kiếm sống, mà mượn trên danh nghĩa là thần y, mượn trên danh nghĩa là thầy tu, thì tôi nói thật sự không có cái địa ngục nào chứa nổi hết cái người này hết. Cái này tôi nói ngay cả như người bình thường làm phụ hồ đi, người ta cũng sống có cái danh giá, nhất là bậc nam nhi. Tôi thì tôi thấy cái điều đó tôi rất là bị sỉ nhục cho cái giới đàn ông của chúng ta, thực sự rất là sỉ nhục cái đàn ông của chúng ta. Một cái người đàn ông mà đi lợi dụng phụ nữ, canh me đến từng câu nói rồi cắt gọt đưa lên, còn cái gì nữa. Tôi đề nghị cứ đưa hết lên, đưa hết lên đi để cho công chúng biết, đúng không? Không có gì giấu hết. Và đề nghị Võ Hoàng Yên cứ ra mặt đi để chứng tỏ mình là một cái người đàn ông tuyệt vời nhất của thế gian này, đúng không? Tuyệt vời nhất của thế gian này. Và các bạn thấy không, tất cả kể cả canh me những câu khi ngồi cái lúc mà về nhà mới cũng quay clip rồi canh me rồi đưa lên, hay là sống với nhau chơi rồi là rình rập những cái điều để quay đưa lên, thì tôi nói thật sự xấu hổ lắm. Đàn ông phải cho ra đàn ông sống nó phải có chính nghĩa, không có thể mà ở trên thế gian này mà có những cái loại đàn ông mà đi dùng cái mê tín, rồi dùng những cái xảo thuật để đi là lợi dụng người khác để kiếm tiền, xấu hổ lắm. Nên là vừa qua tôi quyết định, tôi nói vợ tôi là 200 tỷ đó đòi lại hết, còn tiền cứu trợ thì có cơ quan pháp luật làm, đòi lại hết, gửi ở chỗ một quỹ từ thiện nào đó, rồi dùng cái tiền đó để giúp lại cho những cái người mà trước đây Võ Hoàng Yên lừa đảo mà không có khả năng thu.
Còn để mà họ trực tiếp đi thu nên là cơ quan công an sẽ thu hồi cái tiền đó đầy đủ hết đó, và giúp đó, một là ở đó giúp đó, tại vì trên cộng đồng mạng tôi thấy họ góp ý rất là đúng, không buông bỏ như thế được, thu hồi lại với một cái nhóm mà lừa đảo như thế, lợi dụng tôn giáo rồi lợi dụng vào cái chuyện không chữa bệnh được đi lừa đảo nhân dân như thế, cả nước này mà mình đi bỏ chuyện đó không đúng, thu hồi, nhờ công an, nhờ cơ quan pháp luật thu hồi không thiếu một xu. Xong rồi cái tiền nào mà thuộc về cứu trợ của đồng bào miền Trung thì gửi cho đồng bào miền Trung, cái nào tiền đó còn lại thì là giúp cho ba tánh, những cái người mà nghèo khổ đó. Các bạn thấy ở trên clip đó, có những người bị nợ có 10 triệu bạc mà coi như lãi tháng 3 triệu không có khả năng đó, nên là trả đó, nên là tôi mong là coi như là đất nước chúng ta bắt đầu sẽ có một cái cơn sóng dọn dẹp những thần y dộm và những lưng y dộm để đem lại một cái môi trường y tế rõ ràng minh bạch để giúp cho người dân khi đau bệnh không có bị lẫn lộn. Và tôi cũng mong gửi qua cái việc này, tôi mong gửi người dân chúng ta khi bệnh đến bệnh viện, và cái thứ hai đừng bị trên mạng những cái clip làm cho mình bị lôi cuốn vô, còn là đến những nơi mà được cơ quan y tế cấp phép. Ví dụ cách ngày hôm qua tôi coi trên mạng, tôi thấy có một cái cậu tên là Trần Chánh Cường thì đệ tử của Bộ Hoàng Yên, thì cũng đem một vị sư, chúng là tôi sẽ gửi clip đó hết cho các anh, đem một vị sư ra chích đồ mà 10 cái đầu ngón tay ra hấu phun ra, rồi là quảng cáo chữa bệnh cũng như một thần y nhưng mà không có giấy phép gì hết. Nó rất là nguy hiểm cho hiện nay, rồi dân chúng ta có bị, khi chữa không được rồi nói người ta bị nghiệp. Nó các bạn coi trên mạng, trên những cái YouTube thấy đau lòng lắm, nói nghiệp xong là muốn giải nghiệp thì đưa tiền, tôi đang xây chùa để đưa tiền đó, tức là vừa cái kia cũng lấy tiền ta xong rồi lại lấy thêm một cái cú lớn hơn nữa, đó là giải nghiệp. Thì thường thường là gì, thương con có khi bán nhà, có khi đi vay nợ đó, ăn những cái đồng tiền như thế làm sao nuốt nổi. Cũng một con người nói chứ thà đi, tôi nói thà đi cuốc ruộng, đi làm phụ hồ đó, nhưng mà nó có cái giá trị đó, của một con người uống một cái kiếp làm người cho Bảo Hoàng Yên. Tôi nói thật, mà đặc biệt là cái thứ đàn ông á nha, cái này tôi nói thật sự, thứ đàn ông mà coi như là dùng cái suy nghĩ, cái xảo thuật của mình không, mà để đi lừa lọc tiền của phụ nữ, xấu hổ lắm. Đối với phụ nữ mình cho không cho thôi, mình đi lừa lọc người ta nó xấu hổ lắm, không xứng đáng. Cái này tôi nói là không xứng đáng làm đấng nam nhi, là cho anh em mình đó là đấng nam nhi thật sự. Cái này nó tạo cho cái sự xấu hổ nữa, nên tôi mong rằng Võ Hoàng Yên còn cái clip gì nữa đó, cứ công bố lên đi để cho xã hội biết cái bộ mặt thật của mình. À, tôi ở đây là tôi không phải là bảo vệ vợ mình hay là cái gì hết trơn, ở trong một cái cuộc chiến nào thì nó cũng có thương tích lắm không, thị phi thì dù có chiến đấu không có chiến đấu, cuộc có người ai cũng có thị phi hết, nhưng mà mình biết diệt bỏ cái thị phi đi để mình quên nó đi, để cho mình vui vẻ, mình sống cho nó hạnh phúc đó, và mình không có sân hận, không có trổ cái thân hận. Nhưng mà đối với cái việc này, nếu mà chỉ có vợ chồng tôi không thì tôi bỏ qua cái tiền rồi, nhưng mà thật sự là vì cộng đồng thôi, mình đừng có xấu hổ, hy sinh để cho ba tánh. Đây là một món quà tặng cho ba tánh. Đến giờ này đất nước cũng thấy rồi, ngày hôm qua cầm cái văn bản của thủ tướng ký thông báo thì mình thấy mình cũng rưng rưng nước mắt, mừng, rất mừng. Và tôi nghĩ tất cả các anh em truyền thông cũng mừng lắm, mừng. Ở đây là một sự chờ đợi, muốn có một cái sự công bằng. Hai cái vấn đề này khác nhau, vấn đề giữa tôi, vợ chồng tôi quen với Võ Hoàng Yên không, thì là đó là một cái chuyện khác. Còn cái chuyện Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh cho người dân, mà cả nước này đã chứng minh, đặc biệt là tỉnh Quảng Ngãi đã chứng minh hết rồi đó, và một cả một cái quá trình xuyên suốt gần bao nhiêu năm không có một cái giấy tờ gì để là gọi là cấp cho mình, để gọi là có cái bằng cấp gì hết, mà vẫn đi chữa bệnh đó, mà không có hết bệnh. Tôi có nói hôm trước tôi có nói rõ nè, anh gì phỏng vấn tôi nói nè, nếu mà Võ Hoàng Yên
Còn nếu mà nhân dân mà còn bị ngộ nhận, còn tin đó là thần y, tôi thấy trên mạng còn bảo vệ nào là thầy chữa giỏi lắm rồi. Đó là những cái farm mà coi như nó có liên hệ về mặt lợi ích. Cái này tôi nói thật sự. Đó, tôi có ở Bình Dương, chúng tôi có cái trường Cầm Điếc. Hiện nay tôi điều tra được là 102 cháu. Xin thưa, Võ Hoàng Yên chữa được 102 cháu đó. Tôi hứa danh dự, tôi tặng một nửa tài sản cực khổ của tôi làm 40 năm, tôi chia cho 50%. Đó là tấm lòng của tôi. Còn đối với cái hiện nay, cái công việc mà phải nói là vợ tôi là người phải nói là chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đã một cái công việc mà đã coi như phơi bày được ra ánh sáng để giúp cho cộng đồng nhìn thấy được một cái đường dây lừa đảo xuyên quốc gia và xuyên quốc tế, và một cái mánh khóe rất là chữa dặn chữa chạy và không định vị ở chỗ nào, nên ai muốn tìm kiếm cũng đó có. Và đến giờ này thì tôi nghĩ rằng nhân dân Việt Nam biết hết rồi, đó là một kết quả to lớn. Chính phủ cũng thấy rồi, ngành y tế thấy rồi, ngành công an thấy rồi, thì tôi nghĩ đây là một vấn đề đáng mừng. Và nó không phải giúp cho nhân dân Việt Nam không, tôi cũng xin thưa gửi cho các đồng bào hải ngoại, ngay cả trước đây tôi ngộ nhận các cái clip về thằng Y cũng từ bên Mỹ đưa lên, từ bên Mỹ đưa lên một cái đất nước, một đất nước như Mỹ, Úc, châu Âu là nước mà có cái nền y học hiện đại nhất thế giới, nhưng mà Võ Hoàng Yên không có cái giấy tờ gì mà qua bên đó vẫn coi như là lộng hành, coi như làm hết. Tôi coi trong cái clip là thấy có một cái clip là phố Bô Sa là quay là có cái con của cái chị gì bị chết nè, bị chết nhưng mà vẫn phủi tay. Rồi có những người là coi như chữa về là mang tật bệnh luôn. Thì cái này tội lỗi lắm. Nó để chúng ta nhìn thấy một cái điều tay này rất là khôn khéo, khôn khéo, có học lực mà học thì không đến nơi đến chốn, nhưng có học lực và đi đâu tôi cũng thấy có cái anh trí. Luật sư đi chữa bệnh mà có luật sư thì các bạn biết nó là cái gì rồi. Tôi thấy trong một cái clip mà ngồi họp kín để chuẩn bị, lúc đó hồi đó là báo Thanh Niên đăng ba bài gì đó, rồi sau đó với tính họp báo và ra hội đồng gì đó, thì họ bàn luận nhau trong một cái phòng kín, thì tôi thấy là nguyên hình có lúc nào có luật sư Trí, riêng đặc biệt Võ Hoàng Yên là đi đâu là có luật sư Trí, có Trần Chánh Cường. Rồi có cái anh gì mà làm Phong Vũ gì đó, anh gì Thiện Thành là cái tên ấy thôi. Và Võ Hoàng Yên đó là cặp hài trùng, là đi đâu là có cái đó. Nó lạ nghe, chưa có một bác sĩ nào trên thế gian này đi chữa bệnh mà phải có luật sư đi theo, để chi? Để tham mưu cho, để làm sao khi sự cố xảy ra là mình né tránh được trách nhiệm và không chịu trách nhiệm. Đó là cái khôn khéo. Có câu hỏi cũng dành cho ông được. Rồi. Thưa ông, như ông nói thì ông rất là vui mừng và xúc động khi mà được Thủ tướng Chính phủ ban hành cái công văn chỉ đạo về xử lý cái tệ nạn mà tự sinh thần y chung trên cả nước. Còn riêng với trường hợp của Võ Hoàng Yên thì báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã nhìn nhận là nó cũng tương tự như các thần y tự sinh khác. Nhưng mà cái vấn đề lừa đảo, của dấu hiệu lừa đảo của Võ Hoàng Yên thì nó có vẻ là nó nghiêm trọng hơn. Nhưng từ khi mà vợ chồng ông gửi đơn tố giác đến nay thì ông nhìn nhận như thế nào về cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, và ông có kỳ vọng gì sau cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ này về cái động thái của các cơ quan chức năng về xử lý đối với Võ Hoàng Yên? Và theo tôi mong, nói chung là qua cái đơn của bà xã tôi gửi cho cơ quan pháp luật, và từ ngày phanh phui cái vụ này ra, thì cái thứ nhất là nhân dân Việt Nam và kể cả hải ngoại đều biết rằng là không có cái chuyện thần y Võ Hoàng Yên chữa được mình, mà đây là một cái xảo thuật giống như đóng phim, và là một cái chữa là cái dạng chữa chạy không định vị, chủ yếu là trục lợi. Và không có một cái người nào, ngay cả Quảng Ngãi gần 1.000 con người, chứ ở đây là tôi chưa tiếp xúc bao giờ tiếp xúc với tập cao bệnh nhân ở Quảng Ngãi, anh em về đó, nhưng mà tất cả đều đưa lên trên công chúng và có báo cáo ủy ban, và có anh gì phó giám đốc công an tỉnh cũng có phát biểu trên các cơ quan báo chí, và không có một trường hợp nào hết bệnh. Đó là một cái để chứng minh 63 tỉnh thành, nếu mong sao mà 63 tỉnh thành đều làm mà thông báo làm chặt chẽ như Quảng Ngãi,
thì một là để biết được sự thật tay nghề của vợ Hoàng Yên, thứ hai thật sự có đúng là chữa được bệnh hay không. Nếu mà chữa được bệnh thì cũng bảo vệ họ, còn không chữa được bệnh là công bố cho nhân dân biết. Còn cái họ lừa đảo suốt mười mấy năm như thế thì có cơ quan pháp luật, cơ quan pháp luật. Thì tôi thấy ở ngoài kia, ngoài Quảng Ngãi là họ đi làm là rất là chuẩn luôn. Vừa nào là coi như công an đi nắm an ninh, vừa là ngành y tế và vừa là chính quyền. Thì họ không thể, họ phải thì họ ghét ông Yên họ đi làm cái đó, họ hay đọc bảo vệ cho nhân dân, bảo vệ cho người bệnh. Thì tôi nghĩ rằng các tỉnh chắc cũng sẽ mà học tập cái cách làm của sau cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ, mà nếu các tỉnh mà học tập cái cách làm của Quảng Ngãi thì tuyệt vời. Và đồng thời qua cái việc của lương của Võ Hoàng Yên mà gọi là thần y chấm chấm đó, thì tôi nghĩ rằng chắc từ đây cho đi không có một cái thần y Võ Hoàng Yên như thế, và tất cả những người đang xưng danh thần y họ cũng sẽ tuột lại, vì lấy đây là một cái bài học cảnh giác cho người dân rồi. Thì chính phủ sẽ có cái biện, ngành y tế có biện pháp chế tài để bảo vệ cái chính đáng của người dân khi người ta bị bệnh đau đi chữa bệnh. Là đây là điều rất là mừng. Đây là cái văn bản này, văn bản là tôi in lên trên mạng ra ngày đêm hôm là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo văn phòng chính phủ là anh Nguyễn Sĩ Hiệp phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ ký để thông báo cái ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Mừng lắm các bạn. Đêm hôm là tôi ngồi từ gần 1-2 giờ luôn, tôi cứ đọc đi đọc lại rồi mình suy gẫm cái bối cảnh sắp xảy ra là rất là vui mừng. Và tôi nghĩ rằng còn cái mức độ là tôi nghĩ rằng cái chuyện mà của Võ Hoàng Yên ấy, mà lừa gần mười mấy năm như thế, không bằng cấp như thế, nó là một cái lỗ hổng như thế, thì đây là một cái đại án lớn. Nếu mà mới cái đó mới Quảng Ngãi thôi, nếu mà nghe Bình Dương nè rồi các tỉnh nè, mà nơi nào mà Võ Hoàng Yên đã từng đi đến chữa bệnh thì nó sẽ đầy đủ hết các cái bằng chứng. Nhưng mình ở đây là không làm như thế thì nó rất là công bằng, công bằng cho người bệnh và công bằng kể cả cho Võ Hoàng Yên. Nếu Võ Hoàng Yên chữa được là coi như là người bệnh đó thì bảo vệ Võ Hoàng Yên, không? Đó, chứ ở đây là không, mình không có nói xấu ai. Xin có câu hỏi nữa là vừa qua thì rất nhiều YouTuber đi tìm cái sự thật cũng như là gặp những người mà gọi là nhân chứng sống tố cáo về cái sự lừa dối của Võ Hoàng Yên. Thì qua cái sự xâm nhập thực tế của các cái YouTuber thì liên tục những nạn nhân và những YouTuber bị những người mà cho rằng có liên quan đến Võ Hoàng Yên đe dọa tính mạng và rất là nguy hiểm. Thì ý kiến của ông về cái vấn đề này như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là những anh em mà đi làm, đi tác nghiệp cái việc của mình, khi gặp sự cố đó thì nên báo cho cơ quan công an, gửi đơn cho cơ quan công an. Tại vì đất nước chúng ta có pháp luật, chứ không phải là ai muốn làm gì làm. Nên là pháp luật luôn luôn bảo vệ công dân. Nên những anh em đó, anh em báo chí là tất cả những công dân chúng ta mà khi gặp người khác đe dọa thì là nên gửi đơn để báo cho công an để bảo vệ chúng ta, bảo vệ cơ quan pháp luật bảo vệ chúng ta. Đó là lý do chính đáng nhất, và công bố cái chuyện đó lên cho nhiều người biết để cảnh giác. Tại vì mình ở ngoài sáng, ở trong tối, nên là lúc nào pháp luật tư thế cũng bảo vệ người dân hết. Khi mà lên tiếng thì lực lượng công an họ sẽ có cái cách để họ bảo vệ công dân khi làm cái ngành nghề đó, thành kịp cái việc đó. Xin hỏi Dũng, cái cảm nghĩ của anh, cái suy nghĩ của anh như thế nào khi mà cái chuyện chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên kéo dài nhiều năm như vậy? Tất cả mà xin lỗi anh, mà cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Y tế và các sở y tế địa phương thờ ơ, cứ để Hoàng Yên ông chữa bệnh một cách rất là phi lý, rất là phản khoa học. Trong thời đại khoa học mà chữa bệnh công điếc rồi tai biến mà không có thuốc là điều đó cực kỳ vô lý. Nhưng mà tại sao Bộ Y tế và các cơ quan liên quan yên lặng như vậy, một lòng từ đó nó gieo vào cái tâm lý nhân dân là người dân là họ tin điều đó là sự thật. Anh đã cảm nghĩ như thế nào? Thì cái cảm nghĩ của tôi là như thế này nè, vì rất là khôn khéo
họ không có bằng cấp nhưng họ mượn vào nấp vào các ngôi chùa, họ đi chữa bệnh là đa phần các ngôi chùa. Thứ hai là dùng cái sự quen biết ở địa phương đó, chùa, rồi nhờ cái phòng y tế đó làm cái văn bản mời gọi là đi khám từ thiện. Thì khi mà đi khám từ thiện không lẽ là chính quyền địa phương đi tới bắt phải trình bằng cấp ra. Ví dụ như cái đoàn bác sĩ ở Chợ Rẫy đi khám thì nó ở đoàn bác sĩ Chợ Rẫy nghe họ rồi ai cũng ngộ nhận là đương đi bỏ ngoài biên coi, tức là tất cả chúng ta bị ngộ nhận hết trên truyền thông, đó là trên những cái YouTube. Tôi cũng vậy, tôi cũng bị ngộ nhận vậy. Và tôi nghĩ rằng hồi đó thì tôi nhớ không lầm thì báo Thanh Niên có làm 3 bài phản đối cái chuyện này, thì sau đó cũng bị đi vào là quên. Nó rất là lạ. Nên tất cả chúng ta bị ngộ nhận, ngay cả đài truyền hình Bình Dương họ cũng đâu có biết đâu. Họ lên mượn ngay chỗ Đại Nam tôi mới biết Võ Hoàng Yên đúng ngày 27 tháng 7 năm 2019, đó là ngày dỗ mẹ tôi, là mượn cái chỗ Đại Nam. Không biết cái kỳ đó có anh em ở đây có cái người nào mà dự không, thì mượn cái chỗ Đại Nam của chúng tôi để chữa bệnh. Chứ còn nhân viên của tôi thì không có nhu cầu. Anh em biết nhân viên của chúng tôi ở đây là thật sự tôi mua bảo hiểm y tế hết. Và kể cả bảo hiểm y tế mà ví dụ như đi chữa bệnh 100 triệu, bảo hiểm lần cái 30 70 ở đây công ty lo hết luôn. Anh em không có phải bỏ đồng bạc nào ra hết. Đó là cái nguyên tắc của tôi từ xưa giờ đối với nhân viên của Đại Nam. Nên tôi cũng có nhu cầu, nhưng mà thông qua cái chỗ anh Hoàng gì đó của đài truyền hình cũ đó, rồi kết nối với chỗ của đài truyền hình Bình Dương. Đài truyền hình Bình Dương cũng bị ngộ nhận giống tôi. Tại vì ở đài truyền hình có một cái chương trình rất là hay, đó là chương trình Sáng Sẻ Yêu Thương. Thì nhắm người khó khăn rồi này kia kết nối, ví dụ anh phát hiện người đau tim thì anh chuyển cái chương trình đó lên, cái hồ sơ đó cho tôi gửi cho bệnh viện để mổ. Nên ở đây thì mình cũng không trách cho cơ quan truyền thông, nhưng mà họ chủ động, những cái truyền thông họ đưa lên họ chủ động. Ví dụ như cái người đó không câm nhưng mà đóng vai là câm để quay clip, người đó không đi được nhưng mà một chân lớn chân nhỏ đó là tập thôi, thì làm một cái cây gậy ngồi trên cái xe lăn rồi hay là đẩy ra là không để coi như với một cái vai trò giống như đóng phim không đi được rồi sau khi bóp nắn xong cái là đi coi như là bình thường. Đó là phim. Thì chúng ta nhân ra là tôi có nói một câu là có cái mà chúng ta mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật, vì họ đóng phim mà. Cái xảo thuật đóng phim bây giờ là hay lắm. Còn những cái người mà chữa thật á, là nói thật với các anh luôn á, kể cả kéo lưỡi tôi cũng vào, tôi kéo thử rồi để tôi chứng minh một cái điều là không bao giờ hết bệnh. Tôi khẳng định một điều không bao giờ hết bệnh. Nên là tôi cũng mong nhân dân chúng ta là khi đau bệnh thôi đến bệnh viện và đến những cái nơi có được cái cơ sở chữa bệnh mà có được giấy phép của ngành y tế, thuốc cũng vậy, muốn bán ra mình uống thì thôi mình đừng có nghe lời nhiều quá, hiểu không? Của các thần y thôi, coi cái thuốc đó có được ngành y tế cấp phép chưa. Tại vì các anh thấy như Covid thì thử một cái vaccine thôi, một cái loại thuốc gì mới ra đời là thử cả hàng 12 tháng đến 14 tháng thì mới đưa được vào cho con người. Chứ đâu phải chúng ta là sống sanh ra là để cho mấy ông đó không thử thuốc hay là không làm trò. Nên là may lắm, nói chung là nhận được cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ mà công bố ra cho toàn dân thế này, mà đặc biệt là báo Sài Gòn Giải Phóng đi một loạt bài rất là hay, là loạn thần y. Các bạn mở lên coi, bây giờ là trên mạng là gần như loạn thần y. Loạn thần y. Không cho hỏi chút xíu là cái mặc dù là cái tinh vi như vậy của những người tự xưng là thần y, thế nhưng mà ở các địa phương thì qua loạt bài của báo Sài Gòn Giải Phóng làm vừa qua thì tôi thấy rằng là tràn lan trên nhiều tỉnh thành. Thế tại sao mà cái cơ quan chức năng vẫn không phát hiện ra, và cái trách nhiệm nó như thế nào theo cá nhân ông? Và cái thứ hai là cái ý kiến của chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 3 vừa qua thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự vào cuộc của các tỉnh thành trên cả nước và các cơ quan chức năng? Thì theo tôi nghĩ như thế này, ví dụ như họ đang quảng cáo nhiều là trên các cái YouTube, trên các cái phim, mà có khi cái YouTube đó là không nằm trong phạm vi quản lý của các cơ quan chức năng, mà có khi là cái máy chủ nó nằm ở nước ngoài, nên họ quảng cáo coi như là thoải mái luôn. Mình đang coi phim, mình đang kể cả mình đang là xem
cái trang Phật pháp đi, cái nhảy vô trong đó chuyện bậy bạ của đàn ông đàn bà trong đó luôn, giới thiệu bán luôn trong đó, đang nghe kinh đi cho có khi cũng nhảy vô luôn, là mình thấy đúng là thật sự nó loạn ở trên đó, vì hiện nay trên nó loạn, mong làm sao là đất nước quản lý chặt chẽ lại cái này để chi, để nó tôn trọng đó, tôn trọng những người đang xem trên truyền hình hay là trên truyền thông hay là một cái nội dung ví dụ quảng cáo cho đàn ông yếu sinh lý lại đưa lên trên kinh Phật đó. Trời ơi, cái đó thì mình thấy xúc phạm quá, rất là xúc phạm. Cái này tôi nói thật sự đó, mong có một cái sự chế tài quản lý chặt chẽ hơn để làm sao làm cho nó trong sạch cái môi trường, đặc biệt là cái môi trường hiện nay mà chữa bệnh nó cứ thần y với y, mà coi như là có người quảng cáo luôn, là tôi nghe rất là khủng luôn. Hết 100% hết bệnh trừ khi không uống thuốc của tôi. Quay cái hình cái bài dân tộc lên là mình thấy là coi như là đúng là cũng thần y nữa rồi đó, là cũng thần nữa rồi đó. Đó, rồi các bạn lên coi trên mạng cái thần Chánh Tường Trần đó, cũng là coi như là đem một ông thầy, ông đó là Thích Trí Quang ở ngoài Vũng Tàu. Ông này là thầy trụ trì một cái ngôi chùa ở Vũng Tàu, đem ra đâm 10 đầu ngón tay xong rồi là máu phun ra, rồi bắt đầu đứng giảng giống như là trường đại học y dược như thế. Đó, bằng cấp không có gì hết. Đó, rất là nguy hiểm, phải nói là cái này là rất là nguy hiểm. À, mong sao bà con chúng ta thôi đừng vướng vào đó, tiền mất tật mang. À, bệnh thì thôi cứ tới bệnh viện chuyên khoa. À, chứ rồi, nếu mà mình có nghèo khổ quá thì kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Còn đừng có nghe lời trên thế gian này không có thần y nào hết. Đó, đói thì ăn, bệnh thì uống thuốc, mệt thì ngủ. Đó, đừng có mê tín dị đoan rồi nói nghiệp được cái ôm cục tiền đem bán nhà đi mượn nợ đi đưa cho mấy ổng là hốt bao túi thì tội nghiệp lắm. Thưa Dũng, cho tôi một câu là trong thời gian qua gần đây á, ông thông tin mới nhất là ông Võ Hoàng Yên có liên hệ với vợ chồng anh, và nội dung liên hệ là để nói những gì? Có liên hệ là chắc là nhắn tin cho bà xã tôi, chứ còn tôi thì không dám. Là tôi thì kể có Võ Hoàng Yên nhờ qua ông Tám, tôi kêu ông Tám thôi, tôi là tên ông là Ánh, là phó ban trị sự của Thịnh Hội Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam, là xin là nói rằng là nhận lỗi, xin trả lại tiền và là coi như là sám hối và cạo đầu có đi tu gì đó. Đó thì tôi nói cái chuyện đó là chuyện của họ, tại vì khi mà đã gửi đơn ra rồi, cái việc này thật sự cái việc không phải của hai người ba người. Nếu mà việc mà cá nhân tôi, ví dụ như anh Lộc đây anh có lỗi gì tôi á, thì cái tâm bi hận tôi không dâng lên đâu, thì coi đó là giống như cái nghiệp hồi trước, coi như là có khi mình nợ anh bây giờ thôi coi như là mình trả không về nhân quả. Nhưng ở đây là cái người nó thủ ác á, là nó gây ra cho cả cộng đồng xã hội, nên cái việc đó mình không thể vì mình để mình tránh đi, mình nói sợ lực nhân quả này kia nọ không, tha thứ cho người là tha thứ cho mình mà, nhưng mà còn cái này nó không phải là tha thứ, mà cái này là mình, việc này mình thấy ảnh hưởng quá nhiều người trong đất nước, mình chuyển cái việc đó lại để quyền quyết định cho cơ quan pháp luật và cho nhân dân. Và qua tôi thấy ngày hôm qua giờ tôi nhắc lại một lần là có cái văn bản chỉ đạo của chính phủ, thì tôi nghĩ rằng công việc này sắp tới chắc là rất là tốt, và cộng với các cái cơ quan truyền thông nữa, các cơ quan báo chí truyền thông nữa mà vào cuộc nữa. Với tại vì là nếu mà 100 triệu dân mình là tới 200 triệu con mắt, mà nếu mà đồng lòng với nhau để bài trừ mê tín dị đoan, đồng lòng với nhau để dẹp những cái người mà trục lợi mà trên cái sức khỏe, cái đau ốm của người khác khi người ta gặp hoạn nạn, thì tôi nghĩ làm rất là tốt. Nếu mà chúng ta cùng nhau đoàn kết để làm rất là tốt, để lôi ra hết những cái việc này mà để ngăn chặn, để bảo vệ nhân dân trong đó có mình. Còn nếu mà riêng cái việc này mà chỉ có nó ảnh hưởng đến việc của tôi, vợ tôi hay Võ Hoàng Yên, thì tôi bỏ qua, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà khi mà mình tha thứ cho một người mà thủ ác như thế, dữ ác như thế, mà họ còn tiếp tục để đi lừa thiên hạ, thì cái đó là mình là tội, giống như tội đồng lõa.
lõi đồng lõi là mình cảm thấy mình là coi như ác giống đó, trong nhà Phật đó, chứ đừng có nghĩ rằng là làm cái việc đó là chắc là ác hay là ghét gì bọn em. Tôi không ghét gì đâu, nhiều lúc tôi làm cái việc này để ngăn chặn, để lôi ra là tôi độ cho Võ Hoàng Yên, tôi giúp cho Võ Hoàng Yên để dừng cái con đường mà đi lún xuống hố sâu của tội lỗi, của cái cõi địa ngục. Cái này tôi nói thật sự, đó là tôi độ. Và kể cả chính phủ giống lên một hồi chuông của những người mà giả tu để mê tín dị đoan, để coi như là dẫn ta để trục lợi, thì coi như là ngăn chặn được cái đó là thật sự cũng độ, để giúp cho những vị thầy đó hay là những người mà sắp muốn đi lừa đảo cũng xưng danh thần y, thì họ thấy cái này cái tấm gương họ cũng dừng lại. Còn về mặt công chúng thì chúng ta cảm thấy là chúng ta được là một cái câu chuyện cảnh giác, và chúng ta luôn cảnh giác. Tu thì phải tình hiếu nhưng cũng phải tình, cái tình thương cha con cũng phải tình nha, chứ không có để là khi mình trót tâm hết cái đó rồi bị người ta lợi dụng. Thưa anh Dũng, xin hỏi câu câu này có thể làm phiền anh chút xíu rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn sự thật. Người ta nói một đại gia như anh Dũng mà bị Võ Hồng Yên lừa, là người ta trên mạng xã hội đặt ra rất là nhiều vấn đề. Về vấn đề quản lý nhà nước thì tôi nghĩ là Bộ Y tế sẽ làm như các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thì nhà nước, Bộ Y tế và các ngành liên quan sẽ giải quyết. Nhưng mà cái trách nhiệm mà làm cho những thần y mà nói tiếng trên mạng xã hội, trên ngoài dư luận, thì trong đó có cơ quan truyền thông, có mạng xã hội, và người ta nói là anh Dũng cũng là một trong người tin Hoàng Văn Nguyên quá. Mà cỡ đại gia như anh Nguyên Dũng mà tin thì người dân là càng tin đó. Anh có thấy điều đó là anh nghĩ như thế nào về cái luồng dư luận như vậy? Cái đó hình như tôi cũng có nói trên báo chí rồi. Tức là cái ngày đầu tiên tôi gặp Võ Hoàng Yên là tại đây, là ngày 27 tháng 7 năm 2019, là ngày đầu tiên tôi biết Võ Hoàng Yên. Và về tôi mở các cái clip, nhưng mà clip này toàn là quay bên Mỹ không à. Clip tôi là chữa bệnh bên Mỹ rồi là đưa, thì tôi thấy nếu mà thế gian mà có được một con người như thế này thì đã cứu được biết bao nhiêu là cái trẻ em câm điếc. Tôi sẵn sàng tôi bỏ tiền ra, tại vì tôi có những cái chương trình hiện nay cũng giống như tôi đi mổ tim mà tôi đưa tiền cho bệnh viện, thì thôi mình xây cái trung tâm chữa bệnh miễn phí và mình là lo hết cho, kể cả tôi cho luôn tài sản tôi, nói nếu mà làm được cái điều đó tôi cho luôn tài sản. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra tôi lấy lại cái phần của tôi cho thì tôi lấy lại, tôi thu lại hết. Cái này nói thật sự là tôi phát hiện ra, tại vì mình phải có vô mình đó, mà nếu mà một cái người mà thủ án mà mình dùng biện pháp giống như công an vô là họ bỏ chạy mất nên là mình phải hết sức từ bi. Và đồng thời mình muốn lột trần được cái sự thật này, ngay cả các cơ quan truyền thông tôi nói hồi giờ đó là còn chưa lột được, mà đụng tới ba bài là xong rồi là chìm nên bà xã tôi thì là đây này là dùng về mặt gọi là mê tín, nói nào là coi như nãy tôi có nói đó, nào là giống như là thần xuống nó đào thai nè, nào là qua đà tái thế nè, nào là kể cả còn nói với vợ tôi luôn là nào là, mà tôi nghe chuyện đó luôn, vợ tôi ngồi cười mà là chồng kêu là vợ chồng kiếp trước với vợ tôi nữa đó. Nói như thế nữa đó, vợ chồng kiếp trước với vợ tôi nữa đó. Nên là khi mà cái lúc mà năm 2019 á, là lúc đó là mề mặt đối với tôi là không dám, nhưng mà đối với vợ tôi là than vãn, nào là xây chùa thiếu nợ, nào là coi như là ôm bệnh nhân suốt, nói với tôi là ôm bệnh nhân suốt mười mấy năm rồi, nào là coi như nếu mà tôi lấy một người bệnh nhân câm điếc phải 10 triệu thì một ngày tôi cũng có cả tỷ, nhưng mà tôi không có lấy ai đồng bạc nào hết á. Nó khai thác vào cái lòng thiện của người khác. Thật sự tôi nói là tôi trước đó tôi cho nhiều hơn vợ tôi đó, cho nhân viên ở đây biết hết nè, 2 hectare đó của tôi là trị giá một 600 tỷ. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện là vào đúng ngày 19 tháng 5 tôi thu hồi đó, là tôi nói nó không, cái tiền này là tôi muốn thay mặt ba tánh để
làm được cái việc đó thì giúp cho Ba Tánh, thì tôi thay mặt Ba Tánh giống như là tôi đền bớt lại, còn nếu không lo được cho Ba Tánh thì tôi thu hồi lại. Còn cái đó là trước đó bà xã tôi cho mượn nào là nói, tôi nhớ trong đó có một cái quỹ nhìn chi đánh là chuyển trả cho chị Hồng, cô Hồng này tôi biết luôn, tôi gặp một lần tại vì cô thuê đất ở trong khu công nghiệp tôi làm thép ở trong khu công nghiệp sống Thằng Ba, lên đây ngồi đây là tôi biết rằng có một cái quỹ nhiệm chi mượn tiền của Hồng 2 tỷ mấy hay 3 tỷ mấy gì đó chuyển vô, nhưng mà ghi vợ tôi chuyển thay riêng để trả nợ tiền ủng hộ chùa. Cô này không chịu, cô nói trả nợ chứ không phải là ủng hộ cho chùa rồi lấy lại. Là cái quỹ nhiệm chi đó tôi nhớ là làm lại 2 lần đó, là cô Hồng thép này là đang là có một cái nhà máy nằm ở trong khu sông Tầng 3 trong chỗ thành phố Mới Bình Dương đó, và xảo thuật rất là tốt. Khi mượn tiền thì nói xây chùa đổ nợ, nhưng mà tiền chuyển cho ông già vợ mình, cho em trai mình, cho cái cô Việt gì ở quầy Hà Nội, cho các đệ tử chuyển vô cho các đệ tử. Thế này rất là khôn, là xóa được cái dấu vết. Nhưng mà thì nay mai là vợ tôi là lúc đó có đòi lại cái 12 tỷ của ông già vợ, sau bắt buộc trả lại thì là chữ ấm sầm. Còn đòi xin nói với vợ tôi là xin cho điện thoại của tôi để điện thoại là mét tôi nữa. Tôi cái này nói thật sự ra là nhiều việc biết. Còn cái chuyện mình cứ sống, tôi có con đường đi của tôi. Đang cố gắng sống nam thiện, lớn tuổi rồi. Mình đang còn làm được cái điều gì tốt đẹp, mình tranh thủ mình làm. Mình đâu có biết mình đi lúc nào. Còn cái gì mà nó gây hại đến cộng đồng là mình phải sẵn sàng hy sinh. Kể cả dù đó, thường thường những người mà nổi tiếng tí hay là có tên tuổi đó là sợ xấu hổ, đa phần là cứ sợ xấu hổ, không dám công bố ra. Tôi thì tôi không có bị lừa, nhưng mà vợ mình là cũng từ tình thương chứ không phải bị lừa, chỉ lừa khai thác vào cái lòng thiện, mượn cái chuyện chùa chiền, mượn cái chuyện đi chữa bệnh miễn phí. Trước đó là bị cái năm 2019 là bị ngộ nhận. Bị ngộ nhận hết, ngay cả các cơ quan truyền thông của cả đất nước chúng ta còn bị ngộ nhận. Không chỉ là ai cũng cứ đồn thổi lên như thế, rồi rốt cuộc bị rơi vào cái bẫy của họ hết. Thì lúc đó là phát hiện ra, nhưng mà là tôi cứ âm thầm để chờ xây xong cái ngôi chùa. Tại vì là có bà xã, bà cũng phát tâm hồi giờ lần đầu tiên phát tâm xây dựng cái ngôi chùa để tặng cho tịnh độ cư sĩ. Thì tôi là cái người ngồi thiết kế rồi chỉ tôi cho nó xong trọn vẹn. Ngôi chùa nó khác, chứ mình tặng chùa là mình tặng cho giáo hội, cho nhân dân, chứ không phải là tặng cho một cá nhân nào hết. Chờ xong cái đó là bắt đầu tôi với bà xã với công khai cái chuyện này ra, là nó bắt đầu là nó rơi vào cái điểm rơi là báo cáo cái tiền cứu trợ. Còn là trong công chuyện tôi nãy tôi có nói một lần nữa đó, là kể cả tôi coi các cái clip ghi âm rồi đưa lên là bôi nhỏ rồi hù dọ bà xã tôi sẽ công bố tay này rất là khôn, cỡ chừng cỡ 10 cặp gia đình khi tay này lừa đảo, một là người chồng, hai là chồng lại người vợ, thì đều đánh vào để làm sao ly tán được cái gia đình đó, để chia cắt cái chuyện thừa gửi. Một cái Việt kiều ở bên Úc, ông chồng đem về đầu tiên 550 triệu là mua cái miếng đất ở quầy Hưng Nghĩa Từ chỗ Hàm Tân, xong rồi chuyển gần là 200.000 đô la, xong rồi là nay tung hô lên là nào là bên kia là mê, nên là coi như là về ông kia về bò. Anh coi trên clip có cái lời của nó, tôi coi trên mạng, nó cái này là tôi coi trên mạng, nên nó là sẽ là làm cho ông ta phân hóa để chè cái sức mạnh đó ra đó, để chi để không còn cơ hội để thua kiệm. Nên là tất cả các cái vụ trước đây là nó bị chìm xuồng hết, là ghi âm lại hết, chơi nhau mà coi như quen với ai ghi âm lại hết, để rồi lọc ra những cái gì mà không tốt thì bỏ ra, còn cái gì chắc lọc được và nói để cho có hại cho người khác, để coi như giống như khống chế được người khác thì để lại. Nên tôi mong Võ Hoàng Yên lộ hết dùm nguyên hình của cái giả tâm của mình lên đi. Còn bao nhiêu clip nữa, kể cả cái gì kinh khủng chứ cứ đưa lên đi. Tôi mừng lắm. Tôi đang chờ. Tức là một mặt là nếu về mặt là lừa cả nhân dân. Nếu lỡ như có đi, là lừa tiền vợ tôi, kể cả đi dụ dỗ vợ người khác, xứng đáng là thằng yêu,
xứng đáng là cái người mà đi nằm ở trong tôn giáo không? Hay là một thích Phước Ngọc thứ hai? Để cứ lộ nguyên hình để cho nhân dân thấy. Tôi sẵn sàng, không có gì hết, mọi thứ trên đời này không có cái gì của mình hết, kể cả cái thân xác này cũng tạm bợ mà. Một con người mà khi người ta đã ngộ ra được nhiều thứ rồi thì thật sự không có cái gì của mình hết. Mình đừng có sĩ diện cái gì hết trơn. Nhưng mà một cái sự mà người ta hy sinh, tôi nói rõ như thế này, dù một cái sự hy sinh để tìm ra được một cái sự thật, để giúp cho cả đất nước biết được một cái đường dây lừa đảo xuyên quốc gia như thế này, thì phải nói là mừng quá rồi. Còn trên mạng thì thị phi thì thôi, người nào nói gì thì cái chuyện đó bình thường. Trên thế gian này ai không có thị phi? Thị phi là cái vốn có hàng ngày của sự đố kỵ của con người. Còn tất cả những cuộc thương tích nào, kể cả trong cuộc chiến tranh nào cũng vậy, đều có thương tích hết. Nên là rất là mừng. Và nó là tôi cảm nhận là sẽ có một cái trận giống như là càn quét cái vụ mà thần y với lại là mà lương y dỗm này nè, để bảo vệ người dân. Đó là cái bổn phận và trách nhiệm, không phải riêng của chính phủ, mà trách nhiệm đó kể cả trong dân chúng ta. Chúng ta thấy cái đó không được, chúng ta tố cáo lên cho cơ quan truyền thông, tố cáo lên cho đất nước, thì là chúng ta như góp phần để làm lành mạnh được. May là phải nói là nhờ cái loạt bài mà của báo Sài Gòn Giải Phóng đăng lấy cái tựa rất là hay, loạn thần y. Thủ tướng Chính phủ còn trích vô là ông nghe loạt bài của báo Sài Gòn Giải Phóng làm cơ quan của đảng. Thưa ông, tôi đang xin phép đặt câu hỏi với ông như thế này. Nhân dịp ông đề cập tới cái đoạn băng ghi âm á, ghi âm cuộc gọi á, thì ông có thể cho biết rằng là sau khi xuất hiện cái đoạn băng đó, thì ông có trao đổi với chỗ chị Hằng rằng đó là cái đoạn băng ghi âm thật hay giả, và trên mạng thì cũng có nhiều người cho rằng là đó là đoạn băng ghi âm cuộc gọi được ngụy tạo, là nói chung là làm giả đó. Còn có nhiều người thì đúng nói ngược lại. Thế thì là ông có tìm hiểu thì kể cả đó, thật. Quả kể thật. Dạ, kể cả thật cũng không sao hết. Dạ. Kể cả thật cũng không sao hết trơn. Cái câu chuyện của ghi âm đó, đó là cái câu chuyện đó, cả một cái câu chuyện. Ví dụ tôi nói với bạn là một tiếng hồ. Bạn ngắt ra một chút xíu vậy nè. Không, bạn nhắc ra một chút xíu vậy nè. Sao bạn không còn hô hết? Bạn coi lại cái ghi âm đó, cái thời phút á. Hơn 40 phút. Sao không công bố hết ra? Đó, nghe. Công bố hết đó ra rồi, còn ghi âm nào nữa cứ đưa hết ra. Để chi? Để thứ nhất á, là trong cuộc sống á, mà mình ghi âm người khác hay quay lén người khác á, đó là vi phạm pháp luật á. Nó là một hình thức vi phạm pháp luật, đúng không? Tôi không có rành cái này lắm. Các bạn là làm ngành báo chí, công nhận với tôi là vi phạm pháp luật đó. Quay lén hay ghi âm người khác là đó là vi phạm pháp luật đó. Nên tôi trông cho lộ thêm nữa là để nó bộc lộ hết cái bản chất mà bị ổi của một người đàn ông, hay là một người mà gọi là gì đó thần y hay lương y gì đó, là kể cả một cái người mà lợi dụng rồi gọi là trưởng ban tôn giáo, là giống như trụ trì của tịnh độ cư sĩ đó, một cái trưởng ban trụ trì mà như thế đó, những cái loại người như thế mà nằm trong tôn giáo thì cái tôn giáo đó còn cái gì nữa? Tức là người ta núp vào trong đó để người ta làm mẹ bà. Chứ có ai mà tôi bây giờ đi chơi với nhau mà coi như là cứ ngồi nói gì cái lúc mấy chứ ngồi ghi âm, đúng không? Phải xin phép. Đúng không? Phải xin phép người khác đàng hoàng, đúng không? Nên là tức là con người này rất là thủ đoạn. Tôi có nói nãy đó, đi chữa bệnh mà dẫn luật sư theo. Các bạn thấy không, đi ra là có luật sư đi theo. Có ai mà ông bác sĩ nào trên thế gian này mà đi chữa bệnh mà có luật sư đâu. Tức là mình nhìn nhận một cái vấn đề logic, mình biết nên là tay này là có một chủ đầu để lừa đảo. Mà tôi nói thật ngay từ đầu, tôi có một cái cậu lính tên là Tuấn. Giờ anh nghĩ rồi, chính anh cũng cảnh báo cho tôi nghe không? Là coi chừng đã dùng nó cả cái đại nam của anh, chứ không phải những cái như thế đâu. Nhiều người nói với tôi, nhưng mà tôi cái tánh tôi kín đáo, rồi kể cả tôi nhờ anh em công an, rồi tôi nhờ anh em báo chí điều tra tìm hiểu giùm nó. Nó là tôi rất là chặt chẽ. Còn cái chuyện đó là của năm 2019 với một số của năm 2020, là cái chuyện nó mượn trả nợ rồi thì thôi, mình nói bà xã mình nó thì nó ấy như thế thì thôi, cứ giúp cho nó rồi nó bán đất nó trả. Gặp tôi là cứ nói là sắp bán miếng đất này
chắc chừng cỡ tháng nữa công chứng, nhưng mà tụi nó kẹt tụi này kia, sắp đáp bán nước đất kia. Có lần đó là sách cả cái vali nè, kể cả tài xế tôi, người làm nhà tôi biết đó, cái vali cái màu xám xám đó, cái màu xám xám như thế này mà đi cao vậy đó, nói trong đó là sổ đỏ không, nhưng mà tôi đâu cần mấy cái đó. Đó, làm mình đâu có liên quan. 15 năm rồi tôi nói với anh em, đây một mét vuông đất tôi cũng không mua tôi làm gì hết, nhưng mà thôi họ gặp nạn á thì thôi là giúp nó, là bây giờ biết lại là trước đây những người cho mượn họ đòi lại hết à. Khi họ phát hiện ra nhưng mà họ không dám la lên, ví dụ cái cô Hồng mà làm thép này nè, sau đó chính vợ tôi chuyển tiền vô cho cô Hồng đó, gọi là Hồng thép trong sống đồng bang. Thì tôi nhớ là lúc đó là vào cái ngày đó là hình như là ở trong nhà tôi đó có việc gì đó, thì bà xã tôi với dặn lại là nói giùm cái kế toán chuyển lại, là coi như là nó trả lại tiền đó, nó không chịu nhận vì ghi vô trong đó là chuyển tiền trước đây ủng hộ xây chùa giờ trả lại. Cô ấy không chịu, cô ấy nói là trả lại tiền nợ trước đây à, nên là nhiều lúc xúc phạm ta mà người ta đâu có ủng hộ chùa đâu, mượn của người ta xây chùa à, lập cái mái ngói gì đó. Tôi nhớ có hai ủy nhiệm chi cần là tôi cho anh em nó lục ra cho nó, tức là tôi không phải, tôi không biết đâu à, còn có chuyện ấy, gì mê tín hay là dùng bùa ngải gì đó ha, xảo thuật gì đó ha, ha để mà lừa lọc người ta để về tiền bạc ha, ha. Thì cái đó là xấu hổ lắm, nhất là đàn ông mà đi lừa phỉnh đàn bà. Chuyện tình cảm không tình cảm, bên này là tôi là đàn ông mà là chồng mà không biết mà tổn thương là chắc tôi là cái người tổn thương nhất đúng không các bạn. Tôi nói như thế này nè, thật sự không làm như thế, họ thần thánh thì mình cũng, họ mê tín thì mình cũng mê tín à, thì mình nương theo đó với lột chồng được, chứ thật sự khó tay này, khó lột chồng lắm, khó lắm đấy à. Nên khi nói với vợ tôi là vua Lý đào thai, tôi gặp vợ Hoàng Yên, tôi nói tôi hình như tôi có cái cảm nhận hình như giống Lý Thái Thọ. Trời ơi, anh nói tôi nghe tôi nói da gà vậy đó, đó. Tức là mình nương vô, tôi đã từng nói vợ Hoàng Yên mà. Rồi là nương vô là họ đi theo là lên mồ mả của vợ tôi, nhưng mà xin tôi để đi thăm mồ mả ba mẹ tôi cũng cho. Nói thật vậy đó, hai lần. Cứ là gợi ý tôi là để đi thăm mồ mả, hồi là bắt đầu ông bà động mồ động má rồi là bắt đầu nghĩ là mình mê tín. Nhưng mà xin lỗi á, cỡ tôi làm sao mà đi mê tín mấy cái đó được, tôi đã từng bị mê tín rồi, nên giờ tôi không tin thầy bà nào nữa. Cái này nói thật sự mình tin vào chính mình, tin vào sự thánh thiện, tin vào nhân quả. Còn cái đám thầy bà giờ tôi không tin ai hết. Đó, tôi nói thật sự, tôi đã từng bị mê tín rồi, đó bằng cái trải nghiệm của mình. Thì cứ mỗi lần á, mà mình lầm thì đó là một cái bài học là thầy của mình đó, nên là nếu vợ tôi không làm như thế thì làm sao lục trần được đó, làm sao có cái câu chuyện mà đi ăn trận của tiền bảo lục được. Còn đó là nếu mà nói lên đó, những chuyện kia thì nó không có cơ sở để lục trần. Làm gì làm mà cái chuyện đó là nó là một cái vế khác của gia đình, của cái mối quan hệ. Còn cái sự thật của nó đó là lột trần một đường dây lừa đảo của chữa bệnh dọn của Võ Hoàng Yên cho cả cộng đồng. Hai cái nó khác nhau à, hai cái khác nhau. Bây giờ là cả xã hội có công nhận rằng Võ Hoàng Yên chữa hết bệnh hay không à, qua cái chuyện của quan này à, à. Còn bây giờ tôi trông cho đó Võ Hoàng Yên còn cái clip gì nữa được hết là tức là đây là khi làm tay này thì rất là khôn ngoan, ráng giữ lại những ghi âm khi người ta điện thoại nói chuyện cái những cái gì không, khi là bắt đầu là hay là mình đau yếu đuối gì đó là bắt đầu ghi lại hết những cái lời đó rồi cắt ghép trở lại để lấy những cái gì có lời để làm bằng chứng để sau này giống như khống chế như thế đó, thủ đoạn đó. Nếu mà cô mà gặp một cái người như thế thì cô suy nghĩ như thế nào? Thật ra thì trước đó là tôi đã gặp ông Võ Hoàng Yên cách đây cũng mấy năm rồi. Thời điểm đó thì ông Võ Hoàng Yên có chữa bệnh trước mặt tôi và lúc đó thì bản thân tôi là tôi lại không không đặt niềm tin hoàn toàn vào ông. Và cái vấn đề mà kéo lưỡi ra và bé có thể a một tiếng thì
trước đó là mình bị, mình cũng bị ngộ nhận, anh đi theo hai lần, mình đi theo hai lần, thì mình với bác đồng chí phát hiện ra, chứ còn thật sự không đi theo không phát hiện ra đâu. Vô kéo A thì mình cũng kéo A, giờ còn clip đó, cô nói rất là chính xác luôn, tất cả chúng ta này ai kéo cũng được như thế hết, ai cũng làm được cái điều đó hết. Nhưng mà ở đây là mình bị là bị những cái phim mà họ đóng phim, đóng em rồi xong rồi khi chữa không được bệnh rồi họ lại dùng một cái trò rất là xảo trá là lợi dụng vô chuyện Phật trời, chuyện tôn giáo để nói là nghiệp. Thì muốn để cho giải được để nói thì thiếu ví dụ nghiệp nữa, không phải chữa mà nghiệp. Thì muốn nghiệp là phải đưa tiền để xây chùa, tôi đang xây cái chùa này, tôi đang làm cái kia đó, gom tiền của người ta. Nhiều lúc như em đi, em có một cái đứa con đi mà lỡ nó sự cố như thế đi, xin lỗi về bán cái nhà để cứu con mình miễn sao nó hết bệnh. Thì cứ nghiệp mà nghiệp là cứ bắt đầu bơm tiền vô, bơm tiền vô, nó là một cách mà khôn khéo xảo trá. Anh với nó là một cái con người mà gọi là người ta dùng cái từ là mặt dày, tâm đen, dày dày mà đến nỗi nó vô hình, đen vô sắc. Anh có nói một câu đùa mà nếu sau này mà thế gian này mà có cái ngày mà vỗ tổ, mà có cái ngành lừa đảo thì phải lấy Võ Hoàng Yên làm ông tổ của cái ngành mà cúng lừa đảo, tức là hàng năm là chúng ta các ngành nghề là đều có cúng tổ đúng không? Thợ may, thợ mộc ngày 20, thợ hồ ngày 20 đó. Thì nếu mà sau này mà có rồi bạn đề tín ngưỡng hay mê tín không biết, nhưng mà có mà lỡ có cái ngày cũng tổ của cái ngành lừa đảo, cái này nó còn siêu đẳng hơn đa cấp nữa, thì nên lấy tay này thật sự làm ông tổ. Thật sự tôi có câu hỏi muốn hỏi ông. Thực ra thì bản thân tôi thì trước đây là không có mê tín dị đoan gì hết. Trước đây thì tôi cũng có xem qua vài clip của, bắt đầu được biết đến vài clip trên mạng của ông Võ Hồng Yên về cái việc mà chữa trị cho các cái bệnh nhân đấy. Nhưng mà theo tôi được quan sát thì tất cả các cái clip thì những bệnh nhân mà ông Võ Hồng Yên chữa trị đều là những bệnh nhân đã bị khuyết tật, hoặc là có thể là nói không được rõ, hoặc là có thể bị khuyết tật gì đấy về chân tay nhưng mà vẫn có thể cử động và đi lại được, nhưng mà đều là những thành phần là những người nghèo khó hết. Thì theo ông nghĩ thì đây có phải là cái chiến thuật của ông Yên là tiếp cận từ những người nghèo và mua chuộc họ, vì bản thân họ thì khi đấy chỉ có cần là có tiền ăn nuôi con cái là được rồi, mà bây giờ ông Yên dùng cái biện pháp vậy, thì theo ông nghĩ là đó là một cái chiến thuật của ông Yên, thì ông nghĩ cái chiến thuật này như thế nào? Chiến thuật này nó rất là hay nhỉ. Ngày đầu tiên mà tôi đi theo nó để coi chữa bệnh là tôi xuống tận như Thoại Sơn, An Giang, xuống vô tôi ngồi tại quý ban, xong thì ở một cái ngôi chùa đó công an ra thông báo là không cho chữa, tụ tập đông người trái phép, thì đề nghị giải tán, thì người dân ta nằm lại đó người ta không về. Đó là cái số ở xa họ đã mua phiếu, thì tôi chỉ quay qua hỏi Bảo Bằng Yên là tại sao có cái vụ mua phiếu, thì Bảo Bằng Yên nó ở tại cái nơi tổ chức, thì mấy đệ tử nhiều lúc nó ẩu nó len nó bán như cái nơi tổ chức người ta làm cái chuyện đó. Tức là cái người mà bán phiếu hay lấy tiền là không phải ở địa phương. Ví dụ chữa bệnh ở Quảng Ngãi đi, thì cái người mà bán phiếu á, thầy Quảng Ngãi mời về mà tổ chức mà chính quyền mà, nên không có giao, thì lấy tiền là những cái nơi ví dụ như ở Huế vô, Đà Nẵng vô đó, những cái đó là loại là gọi là ưu tiên một để chữa, gọi là ưu tiên. Còn đa phần là hiệu ứng để tập trung nhiều, ngay cả Quảng Ngãi đó các bạn thấy rồi, tôi ở đây nói là tôi nói nó rất là thật, là không có một trường hợp nào, nó là báo cáo của nhà nước chứ không phải là tôi nói nha, và kể cả báo chí rằng là không có một trường hợp nào hết bệnh. Nhưng mà họ rất khôn, không định vị ở một chỗ nào hết, nay chỗ này 3 ngày là chạy tuốt đi chỗ kia 2 ngày, gọi là chữa chạy để trốn tránh trách nhiệm. Ở lâu sợ ví dụ người ta tới người hỏi giấy tờ, không có giấy phép hành nghề. Cái kinh ở đây mà cái khủng khiếp nhất là không có giấy phép hành nghề, nên đâu có dám mở chỗ nào là gần đó mà có một sự cố gì là công an ta vào ngay ngành y tế đó. Nên mượn chùa để cái gì để làm á, là coi như là chữa, gọi là tôi dùng cái từ là chữa chạy. Nếu là nay mai mà tỉnh nào cũng làm hết như Quảng Ngãi thì
thì biết hết cái gì đâu mà. À, nếu mà là biết hết cái sự thật, khôn khéo lắm. À, lúc mà tôi phát hiện ra là lúc đó mà tôi dự định xây cái trung tâm chữa bệnh, tôi không có muốn cầu mà nó để cho con Yên về để tôi chữa bệnh lấy tiền đâu. Thì tôi lấy giấy tờ đi lên ở trên sở y tế tỉnh Bình Phước, thì tôi hỏi là giấy hành nghề để đi đăng ký gọi là cái phòng khám đông y thôi, không có cái giấy gì hết, không có cái giấy gì để đủ tiêu chuẩn hết. À, sau đó tôi nói vậy thôi là chắc phải mượn là của cái anh bác sĩ ở một cái trường đông y, nhưng mà anh bác sĩ đó là khuyến cáo với tôi cái trường đông y nó cẩn thận lại anh Dũng ơi, không ổn. À, là tôi nhờ anh Thương đó, là cái anh mà hiện nay là đào tạo ngành y, là cung cấp cho tôi nhiều thông tin về Võ Hoàng Yên lắm. Cái này tôi nói thật sự, tại vì anh ở trong ngành đó, rồi học trò của Tịnh Độ đồ cũng tới đó học đó, nên ta cung cấp nhiều cái tin lắm đó, nên chính từ cái đó là cái xảo thủ, cái khôn khéo và né tránh được hết cái trách nhiệm. Chứ ví dụ như em đi, em có một cái chỗ khám, em là một lương y giỏi đàng hoàng chữa được câm điếc, xin lỗi nếu là có cái lòng từ thiện đầu tiên hết mình đến mấy cái trường câm điếc, mình không lấy tiền mà mình giúp cho người ta trước cái đã, rồi xong rồi mình định vị ở một cái chỗ nào đó, một cái ngôi chùa để ở tôi chữa bệnh tại đó, để cho bà con ai có con đó thì biết cái địa chỉ đó để đến. Không thì nó rất rõ ràng, giống như các bạn thấy của tôi, đơn giản tôi để một cái tấm bảng ở trong đền thờ Đại Nam, địa chỉ bệnh viện Chợ Rẫy, số điện thoại, địa chỉ bệnh viện Đà Nẵng, số điện thoại, địa chỉ ở bệnh viện Nhi thành phố, số điện thoại. Nên nếu ai có trường hợp con gia đình khó khăn, con nghèo bị tim bẩm sinh thì đến đó gặp cái phòng công tác xã hội đó sẽ được cứu giúp. Cái truyền thông mổ tim ở đây của chúng tôi là truyền thông để cho những người dân người ta biết, để người ta đến, chứ không phải để kể công mình làm cái việc đó. Cái này tôi nói rõ như thế đó. Cái chương trình mà mổ tim cũng vậy, là ở bệnh viện Chợ Rẫy thì là mình cho thông báo cho mọi người biết, kể cả anh em báo chí ở đây là đi mà gặp cái trường hợp nào như thế thì coi như là mình cứu người ta đó. Thôi lấy cái hồ sơ gửi lên Đại Nam, hay là đem thẳng xuống dưới đó có cái chương trình ở dưới đó để tìm mổ, nó là coi như là mổ ngay. Tôi xin có thêm câu hỏi này nữa, thì tôi đang thắc mắc là không biết là ông có khi nào từ khi phát hiện việc ở Võ Hoàng Yên đến giờ thì có khi nào ông ngồi lại ông tự suy nghĩ rằng là tại sao ông Võ Hoàng Yên lại có thể kêu ông Võ Hoàng Yên đang thực hiện những cái lừa dối như vậy, trong khi là đang lợi dụng lòng tin của vợ chồng ông để hỗ trợ về những cái khoản chi phí, thì tại sao ông ấy lại có thể mời ông đi theo chứng kiến trong cái việc mà ông ấy chữa trị, ông ấy không sợ bị ông phát hiện về điều đó hay sao? Ông có gì nào suy nghĩ về vấn đề đó? Hồi đó là tôi chưa lấy tài sản đâu, là lúc đó là lúc mà thỏa thuận với nhau là dự kiến sẽ xây cái trung tâm để cứu người ở trên Bình Phước ấy, để là đi chữa bệnh, nghe nói là đi Thoại Sơn chữa bệnh, còn khoe cho tôi cái giấy là của phòng y tế đã mời. Thì tôi đi coi thử chữa như thế nào. Một lần là tôi coi ở chỗ Đại Nam này, một lần ở đó, với một lần tình cờ tôi đi Động Thổ, cái chùa quay Bình Thường, tôi vô tôi cũng kéo thử, nhưng mà tôi thấy giống như là coi như chữa mà ba cái vụ mà khớp rồi, bọc lực lắm, sợ lắm. Cái đó tôi nói thật á, mà Võ Hoàng Yên mà chữa bệnh á, cái hay là gì nè, có hai cái dụng cụ mà để trợ cho giúp cho Võ Hoàng Yên thành thần đi là nhờ cái micro đó, với cái còn chữa xương khớp là có cái cục nhôm, cục sắt gì nè, những cái chai dầu mà gõ người ta đó, anh em coi trên mạng gõ, mà nhất là những người già xương khớp á yếu rồi mà gõ vô toàn đầu gối rồi xương nó tổn thương khó phục hồi lắm. Nhiều người về là coi như là sưng có khi 3-4 tháng luôn đó, các anh coi ở trên mạng nó thấy đó, nó bạo lực đó, nó phản khoa học. Tôi nói thật đó, là sau đó tôi phát hiện ra, chính cái phát hiện ra là đúng vào ngày 19 tháng 5 là cái ngày tôi thu hồi tài sản lại hết, là lúc đó là nói với tôi là có khả năng sẽ không có chữa được, không có làm ở trên trung tâm được, tại vì sức khỏe yếu á, là tôi biết tại vì làm định vị một chỗ là bị phát hiện ngay. Không, em hiểu ý anh nói không?
Chỉ có đi chạy như thế này là gì? Xóa được dấu vết. Còn định vị, chỉ cần định vị một cái chỗ giống như một cái phòng khám đi, giống bác sĩ khác đi, thì lộ ra ngay liền. Nên cái khôn ở đây là họ đi chạy, gọi là chưa chạy thì không lộ ngay. Nhưng còn nếu mà một bác sĩ bình thường, tất cả Việt Nam chúng ta một bác sĩ giỏi ha, người ta mướn một cái chỗ thông báo tôi chữa bệnh răng, tôi chữa bệnh tim, tôi chữa bệnh gì đó thì mọi người biết đến thì nó đâu có gì. Rồi những cái xảo thuật đó là làm cho chúng ta bị ngộ nhận hết. Em cũng bị ngộ nhận đúng không? Em đã từng chứng kiến em cũng bị ngộ nhận. Anh cũng bị ngộ nhận vào lúc cuộc, cả chúng ta bị ngộ nhận hết. Dùng cái chữ ngộ nhận là cái chữ phù hợp nhất. Nên là thưa anh, có một câu hỏi từ bạn đọc là Lương Mimi ở Hòa Khánh, Bố Cà Mau có đề cập rằng là ngoài những trường hợp mà anh chị đã ủng hộ các quỹ mổ tim rồi mẫu u thủy não, thế thì là có nhiều cái một cái trường hợp là gia đình của người này thì là mẹ thì bị ung thư nặng, bị ung thư cổ tử cung và viêm gan CB, mà gia đình được xác nhận của hoàn cảnh của chính quyền xã và cũng như là hoàn cảnh chữ thập đỏ huyện, thế thì là anh chị có ủng hộ những trường hợp này để giúp họ vượt qua tất cả hay không, tại vì họ rất là giàu nhưng rất là nghèo ạ. Anh thì cái chương trình của anh là có tông chỉ mục đích rằng là mổ tim cho mấy cháu không lo hết được. Rồi thứ hai nữa là ung thủy não, họ lo hai phần này là cũng nặng nề lắm á chú em. Cái này nó thật sự như thế đó, mình chứ bây giờ mà mình tròn nó nhiều chỗ quá thì mình chịu không có nổi đâu. Anh làm mình cũng có lợi nhuận làm ra bao nhiêu thì anh đem anh làm cái này. Nên là có, nếu mà ví dụ như các em đi làm chương trình mà thấy các cháu bất cứ đâu thì tim bấm xin một hồ sơ về gửi lên đây, anh bảo đảm trong ngày sẽ chuyển đến cho. Tôi có câu hỏi muốn hỏi cho con là bản thân tôi từ khi được biết là từ khi cái việc mà ông Võ Hồng Yên bị thanh phui ấy, thì tôi đã theo dõi trên các cái trang truyền thông cũng như trang mạng xã hội, thì tôi cũng thấy được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thì có nhiều ý kiến bảo là tại sao đây là một cái hành vi lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo lòng tin, lợi dụng lòng tin của vợ chồng anh chị là để nhờ hỗ trợ với cái kinh phí, thì tại sao anh chị không làm một cái không kiện không có Hồng Yên ra tòa để kiện về cái việc mà lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản, hay là tố cáo lên cơ quan công an để có biện pháp xử lý cụ thể hơn? Tố rồi anh, gửi cho công an rồi, công an đang thụ lý rồi nha. Cái này anh nói hôm nào anh đã nói là cái việc, cái việc mà có lừa đảo hay không đó là cơ quan công an sẽ quyết định cái chuyện đó. Giờ đây đã làm đến đâu rồi? Không, không, cái đó mình không biết. Cái chuyện của công an làm thì mình không có hỏi nha. Thụ lý hồ sơ rồi, mời chị lên lấy lời khai đồ hết rồi đó, và làm tường trình đồ hết rồi mà cơ quan công an đang làm đó. Còn á là đó là cái thuộc về thẩm quyền của cơ quan công an đó, chứ không phải là ra tòa, tại vì cái này nó có liên quan đến vấn đề là cái tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung. Nên là cái này là đã gửi cho cơ quan công an rồi. Nên là em yên tâm, một ngày rất là gần cơ quan công an sẽ làm rõ chuyện này. Còn cái chuyện mà cả nhân dân mình biết là một Võ Hoàng Yên không phải là thần y thì chắc bây giờ biết hết rồi. Cái đó là cái lớn nhất. Cái lừa đảo mà lừa đảo cả một dân tộc, cả một xã hội, cả một đất nước, kể cả xuyên quốc gia, xuyên quốc tế, cái đó là cái kinh khủng. Chứ còn lừa anh á, nói vậy chứ cái đó nó không to lớn, không đáng gì so với cả đất nước mình 15 năm trời đâu. Cả cộng đồng, cả toàn dân coi như là đã đi lên trên tất cả, coi giống như mình, giống như là xảo thuật, giống như là chúng ta là bị ngộ nhận, ta khờ hết. Em cũng chứng kiến rồi không? Thì tất cả ở đây, kể cả những người làm truyền hình, những người làm báo cũng bị ngộ nhận nữa, chứ đừng có nói tới là mình không? Nhưng mà khi mình biết ra được sự việc thì mình không có xấu hổ, mình công bố việc này ra để cho mọi người đừng bị vướng vào. Xin kính chào tất cả mọi người. Thì cho Phương Hằng tôi trở lại. Đầu tiên là chia sẻ với quý vị là cái Facebook của Đỗ Loan cũng bị khóa luôn. Rồi một cô Hà Lê mà hôm qua cũng mới vừa thông tin là sẽ truyền hình trực tiếp cũng bị khóa luôn. Đó, quý vị thấy không, bụm miệng chúng tôi rồi để tung tin, đó là âm mưu quá dơ. Có nghĩa là chưa, nhưng mà không thể nào thực hiện được
những cái chuyện mà bụm miệng chúng tôi được, bởi vì một khi đã quyết định thì tôi đây không bao giờ hối hận. Đó, làm tất cả mọi thứ để bưng bít truyền thông và tung những cái bẩn thỉu lên để cho chúng ta thêm một lần nữa để nhìn thấy được cái bản chất gọi là đàn ông của ông Võ Hoàng Yên. Thì Facebook của tôi á, nó vi phạm thì tôi cũng không biết là ai tôi vi phạm hay là ai đó đã làm. Nhưng rồi tới Đỗ Loan cũng chẳng có vi phạm gì, cũng bị chặn luôn. Rồi Hà Lê thì có làm gì đâu, cũng bị chặn luôn. Thì đây là quý vị phải nhìn cho thấy cái câu chuyện nó nằm ở chỗ này. Tính là bụm miệng hết tất cả mọi người để rồi tung ra những cái mà gọi là chơi đòn. Nhưng mà Võ Hoàng Yên rất là sai rồi. Bởi vì sao? Cuộc sống á, tôi đã dám đối đầu, bởi tôi không cam tâm. Quý vị, hồi nãy tôi có nghe anh Dũng nói mà tôi thật sự rớt nước mắt. Là trong cái cuộc này là tôi là người thiệt thòi nhất. Bởi vì dù sao tôi cũng là phụ nữ. Tôi là phụ nữ mà tôi là người dám vạch trần sự thật này ra, thì tôi phải lường trước được tất cả những cái gì có thể xảy ra. Và tôi thừa biết là gia đình của ông Võ Hoàng Yên là gia đình như thế nào. Cho nên tôi mới muốn chia sẻ với quý vị tất cả những gì có thể. Và gần đây thì trên một cái thông tin chính thống á, có một cái kênh người ta vẫn nói rằng là mọi người phải cùng nhau tố cáo, nếu không cái câu chuyện này sẽ chìm xuống. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng mà xem, nếu như tôi không xuất hiện một tuần lễ thì tất cả gần như sẽ chìm xuống. Và mọi chuyện á, báo chí hiện nay đã ngừng đăng những cái tin chính thống về ông Yên. Thì hồi nãy ông xã tôi có nói về vấn đề Bộ Y tế vào cuộc thì quý vị thấy rõ rồi. Nhưng mà gần như bây giờ thông tin của tôi là thông tin chính xác nhất để cho và cơ quan công an, và tôi cũng thách đố luôn là hãy thưa kiện tôi đi trên cái trang của tôi và của Đỗ Loan. Nhưng mà tính chơi một cái đòn là bụm hết những cái thông tin của chúng tôi để cho bà con nghĩa là không có cơ hội để mà tiếp cận được, nhưng mà rất là sai rồi. Rồi sau đó là rõ ràng bằng qua những cái Facebook mà không liên quan, chỉ có liên quan tới tôi là bị chặn. Thì quý vị hãy hiểu là cái đội quân của ông Yên không phải là tầm thường đâu. Thật sự là rất là cao thủ, nếu không nói là hùng mạnh. Chính vì cái điều đó nó mới đưa cho ông Võ Hoàng Yên lên tận mây xanh. Đó, rồi bây giờ á, coi như là tôi biết núp lén để chơi hèn. Nhưng mà tôi nói thật á, lẽ ra cái câu chuyện này anh Dũng phải là người đối đầu chứ không phải là tôi. Nhưng mà kính thưa quý vị á, kể cả tôi phải đánh đổi một điều gì, tôi vẫn đối đầu. Tôi không sợ là bởi vì sao? Tôi sống tới 50 tuổi rồi, lương tâm của tôi không cho phép tôi bạc nhược để mà im lặng khi biết người ta là một tập đoàn lừa đảo. Tôi đã quá tử tế khi mà tôi không muốn nhận 200 tỷ đó để cho ông có cơ hội tử tế với người khác. Nhưng ngày hôm nay ông đã chơi những cái trò mà bẩn thỉu đến như vậy, và tôi sẽ đòi lại 200 tỷ đó để tôi cho vào một cái quỹ nào đó để mà tôi làm từ thiện. Chứ dứt khoát là tôi sẽ không cho những con người xứng đáng để thừa hưởng, mặc dù là tôi rất là có lương tâm. Con người tôi sống có tình, có nghĩa, có lương tâm, kiểu gì tôi vẫn nghĩ trước nghĩ sau. Tôi đã bù đắp cho gia đình ông Võ Hoàng Yên rất là nhiều. Thậm chí là tôi là một cái người phụ nữ mà bạn bè chơi với tôi cũng hay mua kim cương tôi tặng lắm. Bây giờ mọi người, tôi nói trên trước công chúng nè, nhân viên của tôi, kể cả đàn ông, đàn bà, nam nữ gì, tôi cho sàn là bình thường. Thì khi tôi về gia đình ổng, tôi cho gia đình ổng, mẹ ổng, các chị em của ổng cũng là bình thường, với cái sự tử tế của tôi. Thấy không? Cho nên tôi nói tôi đã làm hết tất cả những gì có thể, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là họ không có lương tâm. Họ quá tàn nhẫn đi. Và tôi có hứa với quý vị rằng tôi chia sẻ với quý vị là tại sao gia đình ông Võ Hoàng Yên từ Cà Mau đi lên Bình Thuận, bỏ xứ, gọi là bỏ xứ đi đó quý vị. Thì chính mẹ Võ Hoàng Yên nói với tôi như thế này. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, tôi mới thấy đúng là bà mẹ của ông Võ Hoàng Yên là một người thật sự là cao thủ. Phải nói một điều, lúc đó đó, bà nói với tôi là ông Võ Hoàng Yên xuất chúng, có nghĩa là thần thánh nhập vô ông Võ Hoàng Yên, là ông Hoàng Yên xuất chúng, và bắt đầu ông Hoàng Yên chữa bệnh. Thì khi ông Hoàng Yên chữa bệnh á, thì người ta kéo đến rất là đông. Đông đến cái mức á, mà người ta đang ở trong bệnh viện, người ta phải bỏ bệnh viện để người ta đi theo Võ Hoàng Yên. Thì nhà nước bị thất thu. Ông bà đưa một cái câu chuyện nghe rất là có lý nha quý vị.
khi mà nhà nước bị thất thu, ý là nói là Bộ Y tế và cái cơ quan mà cái bệnh viện đó bị thất thu, cho nên họ đã trục xuất ông Yên đi vì sự ganh tị, vì sự đố kỵ, có nghĩa là ông Yên thần thánh đã chữa được những cái bệnh mà bệnh viện không chữa được đó. Cho nên ông Yên đó cũng vì cứu nhân độ thế mà ông Yên đã đi bệnh, đã ra khỏi cái khu đó. Nhưng mà thực sự ra là ông Yên đã bị tỉnh Cà Mau trục xuất ra khỏi tỉnh Cà Mau và tự động cắt hộ khẩu của ông Yên luôn đó quý vị. Quý vị có tin điều đó không? Nhưng mà bà nói theo cái hướng là ông Yên đã xuất chúng trở thành một vị thần rồi chữa bệnh, mà tất cả những cái bệnh nhân đang ở trong bệnh viện bỏ bệnh viện, bỏ luôn bệnh viện hết, coi như là bệnh viện không còn một người nào nằm trong bệnh viện hết, là đặc biệt là đi theo ông Yên chữa bệnh. Cho nên tôi nghĩ là cái câu chuyện này từ những cái người mẹ và lan tỏa cho đến ngày hôm nay là ông Võ Hoàng Yên trở thành thần y, là từ cái miệng của mẹ ông Yên và bỏ xứ đi lên trên Bình Thuận tạo dựng sự nghiệp để mà lừa đảo hết khắp mọi nơi, chữa bệnh khắp cùng để mà xưng danh xưng tánh. Bây giờ tôi ngồi tôi mới nghĩ lại, tôi mới thấy đúng là bà này thật là cao thủ đó quý vị. Nếu bà nói rằng là đi là vì cái điều đó, chứ nếu không là ông đã chữa bệnh ở Cà Mau rồi, không phải bỏ xứ đi. Mặc dù là vợ con là ở Cà Mau đó, vợ ở Cà Mau nhưng mà đành phải bỏ xứ đi. Nhưng thật sự ra là không phải đành bỏ xứ đi mà bị trục xuất khỏi Cà Mau. Cái này tôi nói cho có công chúng, và chính ông kể cho chúng tôi nghe rằng là ông bị cắt hộ khẩu luôn. Ông bị người ta cắt hộ khẩu luôn, chứ không phải là ông yêu cầu cắt hộ khẩu. Ông nói rằng là chính quyền Cà Mau chơi ổng sát dán luôn, cho nên cái hận này là ổng phải thành công. Ông nói như vậy, và ổng đã bị Bộ Y tế và bị coi như là ganh tị về nguồn thu, thất thu, cho nên phải đành đưa ổng đi. Và cái câu chuyện mẹ ổng biến tấu rất là hay. Cho nên nhiều khi tôi ngồi tôi mới nghĩ lại hết, từ câu chuyện này đi qua câu chuyện kia thì phải nói một điều là rất là cao thủ. Và tôi nói luôn với quý vị như thế này, dĩ nhiên tôi là một người phụ nữ rất là tổn thương khi tôi quyết định chơi cuộc chơi này. Quý vị có biết không, ông Võ Hoàng Yên nói với tôi á, là ổng là tôi là vợ của ổng từ vô lượng kiếp. Lúc đầu á, quý vị biết không, thật sự mà nói tôi tin ổng, cho nên tôi giúp đỡ ổng. Anh Quốc Võ có nói tôi một câu là có phải tôi bị tiếng xét ái tình không mà tôi có thể đưa tiền cho ông Yên như vậy. Thật sự ra có thể tôi bị một cái gì đó chứ không phải là bị tiếng xét ái tình. Tôi bị bùa, bị ngải hay bị một cái gì đó nó làm cho tôi mỗi lần như vậy đó là tôi phải đi đốt nhang. Thật sự mà nói là điều đó là đúng. Con người tôi nó không được bình thường, nó giống như là mình bị một cái gì. Đôi khi tôi cảm giác như tôi bị ma nhập vậy đó. Tôi cảm giác con người tôi giống như là ngồi trên một đống lửa vậy đó. Mà đặc biệt nha quý vị, là trong một thời gian rất là ngắn ông quét sạch hết tiền tôi. 10 lần ông nói chuyện với tôi là hết 9 lần tiền rồi. Cái này là sự thật, tôi không xấu hổ đâu quý vị. Bởi vì sao? Vì sự lương thiện của tôi, hoặc là bị ông làm bùa làm ngải gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà 10 lần tiếp xúc với tôi là 10 lần ông đều tiền hết đó. Quý vị thấy không? Khi mà ông đưa một cái đoạn văn ghi âm lên đó, quý vị có tưởng tượng rằng một người mà đang nói chuyện với mình vô cảm tới cái mức như vậy mà mình nói chuyện mình khóc lóc như vậy, thì quý vị là người thông minh, quý vị phải tự hiểu chứ. Và tôi đã cho ông rất nhiều cái điện thoại cũ, điện thoại mới, thì có nhiều cái điện thoại hình ảnh của tôi cũng chưa có kịp xóa kịp. Mà với một con người thủ đoạn này á, thì cái gì không làm được quý vị, thấy không? Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề đi, hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái câu chuyện tôi muốn đem đến cho quý vị ở đây á, là cái câu chuyện ông Yên lừa đảo. Và tôi mong muốn mọi người đừng bị giống như tôi. Không phải tôi té vô cái dũng sình đó rồi tôi đứng lên tôi đi, rồi tôi để cho người khác té vô. Đó là một trong những cái tôi không cam tâm. Bởi vì tôi thừa biết rằng chơi cuộc chơi này nó nghiệt ngã lắm. Ông đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát rồi. Quý vị đã từng nghe trên clip người ta nói bao nhiêu gia đình tan nát rồi. Vì sao? Ông tạo ra một cái hiệu ứng thần thánh, cho nên mình mới tin. Mình tưởng ông như một tờ giấy trắng. Mà tôi nói thật với quý vị á, mê với sao mê quý vị, tôi nói luôn cho quý vị. Mê chứ, một người thần thánh vậy sao mình không mê, mình tiếp cận được một người vậy sao mình không mê. Bây giờ mọi người hỏi tôi có thương không, tôi thương ổng đó quý vị. Tại vì sao? Ổng nói ổng quá tử tế, ổng nói ổng quá là thiệt thòi cái cuộc đời ổng. Gia đình ổng nghèo rồi ổng đi chữa bệnh không lấy tiền, rồi bản thân ổng có 2-3 bộ đồ mặc ăn chay, không có gì hết. Cái tình người, rồi có những lúc dẫn tới những cái tình thương nó cũng rất là bình thường. Tôi nói thật lòng, có những lúc tôi cảm thấy giống như là tôi phải trách nhiệm với ổng, tôi bổn phận với ổng, tôi lo lắng cho ổng,
giống như là một cái người mà vì ổng không có phụ nữ cho nên là tôi giống như là cái người mà phải cho người làm dọn dẹp nhà ổng, thậm chí đi mua đồ ăn chay để nấu cho ổng, để cho bỏ đó cho ổng. Tất cả những gì tôi làm anh Dũng biết hết, không có cái gì mà anh Dũng không biết hết. Cho nên tôi nói mà, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng là một con người như ổng á, hèn đến mức mà đang chơi với nhau vui vẻ, không có chuyện gì mà ổng đã thủ trước rồi quý vị. Ổng đã ghi âm, ổng đã chụp hình, ổng đã làm những cái động tác, thậm chí là đang ngồi nói chuyện ổng bóc cái máy ra ổng để như vậy nè. Mà là mình nó thật chơi chung với nhau mình biết, nhưng mà mình cũng nghĩ cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Chuyên môn quay lén và ghi âm, đó là một trong những cái mà đàn ông mà nó hèn chưa từng đó, để thủ, để làm cái chứng cứ, để mà gọi là anh Dũng nói là khi mà cần á thì đem cái đó ra khống chế với người ta, và chơi cái chiêu này rất là nhiều. Nhưng mà tôi nói thật lòng, cả cái thế giới này quay lưng với tôi cũng được, miễn anh Dũng không quay lưng với tôi là đủ. Nhưng nếu lỡ anh Dũng có quay lưng với tôi vì anh Dũng trúng độc, trúng bùa, trúng cái gì của ông Yên đi chăng nữa, ngày mai anh Dũng muốn bỏ tôi sẵn sàng. Bởi vì ít nhất tôi cũng đã đem một điều rất tử tế dành cho tất cả mọi người, cho nên hai cái câu chuyện nó khác nhau. Cái này không cần ai phải dạy chồng tôi khôn hết, và cũng không cần ai phải nói, tôi tự nói tôi mê ông Yên đó. Vì tôi mê tôi mới đi sâu vào, tôi mới biết được ông này là ông thần hay là ông người. Ông đó ông không có đàn bà, ông không có gì hết. Vậy thì quý vị nghĩ coi, tôi dụ dỗ ông được không? Quý vị thử nghĩ đi, tôi dụ dỗ ông được không? Vì ông nói là ông không thể làm cái gì. Nhưng mà khi mà đổ bể ra thì ông có 8 con vợ. Thì bây giờ nếu mà ông nói ông có bằng chứng thì ông chứng minh cho ông Dũng đi, ông là thằng tồi bại tới mức nào. Thưa quý vị, đàn ông mà như vậy thôi, bây giờ dù có hay dù không thì ông phải chứng minh cho anh Dũng. Đó, bây giờ nếu có thì ông tồi bại với mức nào, mà nếu không có thì ông phải rõ ràng là ông uy hiếp tôi không? Quý vị thấy không? Mà chơi rất là bài bản nha quý vị. Bụm miệng tất cả rồi tung clip lên, tung những cái quý vị để ý nha. Ông Võ Hoàng Yên không phải là tầm thường đâu. Tất cả những cái câu chuyện ông Võ Hoàng Yên làm không bao giờ ai biết được, không ai kiểm soát được, cho nên là thậm chí bây giờ 8 con vợ ông cũng không hề biết nhau. Đây là một cái gì tận cùng của cuộc đời rồi. Ổng còn cái gì đâu, tôi lột sạch sẽ hết rồi, tôi lột trần trụi hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Thì bây giờ cái đòn cuối cùng của ổng là gì? Quay qua phá hạnh phúc gia đình tôi. Vậy thôi, dễ hiểu quá mà quý vị. Có cái gì đâu, có nghĩa là tôi đã đưa ổng tới tận cùng của cuộc đời rồi. Từ tất cả học trò ổng, mẹ ổng, ông già vợ ổng, vợ ổng, con ổng, tất cả tôi lột trần trụi hết. Ổng không có miệng đi kiện tôi sao nếu tôi không nói đúng, phải không quý vị? Còn bây giờ ổng có cái gì để mất nữa đâu, ngoài cái chuyện quay qua làm cho vợ chồng tôi tan nát thôi. Cái đó là cái mục đích cuối cùng của ổng, nhưng mà ổng lầm rồi. Xã hội ấy, mọi người thông minh lắm, tôi phải vô hang tôi mới bắt được cọp. Tôi nói thật với quý vị á, tôi đã hai lần chiến đấu rồi, một lần trước anh Dũng cách đây 15 năm, tôi cũng đã từng vô tận hang sâu hơn 1.5 năm, tôi mới lôi ra được một cái nhóm mê tín dị đoan gần 40 người. Bây giờ cũng 1.5 năm, cũng gần 18 tháng, cũng y như cái câu chuyện này nè quý vị. Nếu tôi không bỏ tiền ra, tôi không tiếp cận, tôi không tử tế, làm sao tôi biết họ là ai? Cho nên người thông minh phải hiểu được tôi làm cái gì. Tôi nói ra tôi mất 200 tỷ. Bây giờ tôi có nói lại đi chăng nữa thì 200 tỷ này tôi cũng sẽ cho xã hội. Đó là lời nói danh dự của tôi. Cái thứ hai nữa, bản thân tôi tổn thương lắm. Tôi tin một người không đáng tin, tôi trân trọng một người không đáng trân trọng. Và tôi đã tử tế với một người không đáng tử tế. Không phải đàn ông quý vị ơi, không có một chất nào của một người đàn ông hết. Nếu có thì cũng phải giữ lại cho mình cái lòng tự trọng một chút xíu. Bây giờ không còn đường nào hết thì chơi dơ. Tại sao không ra mặt chơi đi? Tại sao không đối diện với tôi đi? Tại sao không kiện tôi ra tòa đi? Mà chơi những cái trò quá bẩn quý vị thấy không? Có một người đàn ông, tôi là đàn bà tôi cũng không chơi vậy. Nếu cần tôi kêu thẳng mặt ra tôi xử luôn. Bây giờ quý vị thấy không? Nếu cần tôi nói trước công chúng nè, tôi nói sai đi kiện tôi đi, tôi đi hầu. Chứ tôi đâu có chơi dơ làm gì. Tôi nói thẳng mặt, tôi kêu ra tận tên Võ Hoàng Yên luôn. Chứ tôi đâu có đi chơi mà chơi dơ, mà chơi mà toàn là nít giả, rồi đưa lên những cái tin nó rẻ tiền lắm. Không, bây giờ quý vị thông minh, quý vị tự phải biết. Khi con người ta tới đường cùng rồi á, là làm tất cả gì có thể. Nhưng đó thật sự ra nó lột trần nguyên cái bản chất. Cái bản chất cuối cùng nó nằm ở chỗ này là quý vị. Không, nếu một con người lương thiện đã biết quay đầu rồi, đã biết hướng thiện rồi, đã biết rằng mình sai rồi, bây giờ còn cố gắng để dãy dụa, để làm những gì có thể để trả thù tôi. Cái mục đích của ổng thì quý vị thấy rõ rồi, không cần ai hết, chỉ cần anh Dũng hiểu tôi. Mà nếu anh Dũng không hiểu tôi cũng không sao luôn. Bởi vì sao? Tôi sống tới từng tuổi này rồi, tôi không có ngại cái điều gì hết. Cái quan trọng là tôi sống á, sống có giá trị. Và tôi có chết tôi chết dinh, chứ tôi không sống nhục như ông Võ Hoàng Yên đâu quý vị.
Tuy là phụ nữ nhưng tôi không biết sống nhục, tôi không biết bò, không biết quỳ, không biết lừa dối ai, không biết lấy tiền ai hết. Tôi nói mấy lần là kể cả ly dị tôi cũng không lấy cái gì của anh Dũng. Tôi nói rõ ràng, tôi bước vô sao tôi bước ra y chang vậy. Còn 41% của đồng anh Dũng cho tôi cho lại con tôi. Sạch không quý vị, chơi quá sạch đúng không? Nhưng cái đây là cái món quà mà tôi có thể đem tới cho quý vị, cho tất cả mọi người sống trong cái cộng đồng này biết rằng là không bao giờ có Võ Hoàng Yên. Ông đi lừa khắp cùng thế gian, một đồng một cắt ông cũng gom góp cho bằng được. Quý vị có biết không, nếu mà tôi tính ra thật sự số tiền phải 270 tỷ chứ không phải 200 tỷ đâu quý vị. Nhưng mà tôi đã có những cái người đó, tôi chuyển khoản nhưng tôi không biết đó là ai. Tôi không thể nhớ được, cái giao dịch của tôi nó quá nhiều, tôi không thể nhớ được. Và nếu mà ngồi tính ra là 270 tỷ đồng chứ không phải là ít đâu quý vị. Nhưng mà tại vì sao, tôi không phải là cái người tỉ mỉ tính toán từ đồng từng cách. Khi tôi đã giúp ai rồi tôi giúp hết lòng, giúp thật tình. Rồi không biết tại sao trong một thời gian ngắn mà ông quét sạch sẽ tiền bạc của tôi, gọi là những cái gì mà tôi có thể làm được tôi làm hết cho ổng. Tôi cũng giật mình cái tại sao mà có thể là như vậy, mà một thời gian rất là ngắn mà tôi cũng không lý giải được tại sao. Sau này tôi mới nghĩ ra là có thể là tôi bị dính bùa, cũng có thể là ổng quá bài bản. Nó có nhiều cái mà để mà chúng ta phải nghi ngờ ổng. Bây giờ tôi nói là tôi gửi lời ông Võ Hoàng Yên nè, ông không cần phải tung tin nữa. Công an người ta sẽ truy 3 năm nay toàn bộ tin nhắn của ông. Thấy không? Ông quan hệ những ai, ông giao dịch với những ai, cái đó là cái chỗ công an người ta cần làm. Đúng không? Ông tin cái tôi, ông tung cái mà tôi nói, sao ông không tung cái ông nói? Ông không tung cái ông lại lục, ông gian xin. Tôi là một đại ân nhân của gia đình ông. Nếu tôi là một đại ân nhân của gia đình ông có kêu tôi chị hai vậy không? Ông có nói với tôi như vậy để tôi bỏ tiền ra cho ông hôn nguyên? Ông có bị tâm thần không? Bây giờ mọi người nghe đúng không? Nếu ai nói chuyện tử tế với mình có giúp người ta không? Còn nói chuyện kêu mình vậy, mình có giúp không? Cái này á, gọi là gian mà không có ngoan. Đúng không? Em nói chuyện với chị đàng hoàng, chị mới giúp em chứ. Cái giọng điệu em nói chuyện với chị vậy á, sao chị giúp em? Phải không? Mà nói chuyện 40 phút, sao không đưa? Đưa con đoạn xíu thôi. Ghét ở đâu ra vậy? Mọi người thông minh, mọi người phải hiểu rằng tôi là người giúp ông Yên thì ông Yên không bao giờ nói chuyện với tôi vậy được. Nếu nói chuyện với tôi giọng điệu đó thì làm sao tôi giúp được? Kêu tôi chỉ hai, kêu tôi là tôi có làm gì đâu, tôi muốn đi tu. Trời, ông Yên nói rằng tôi yêu ổng, tôi mê ổng, ổng từ chối tôi vì ổng muốn đi tu. Rõ ràng không quý vị? Nhưng người thông minh phải nhận ra khi một người phụ nữ nói chuyện với mình mà khóc lóc như vậy á, đâu có lý do gì mà mình đi nói cái giọng điệu đó mà người ta vẫn nói với mình, phải không? Trời ơi, nó bị ổi vô cùng. Mà nếu như ổng nói với tôi giọng điệu đó thì làm sao ổng lấy tôi được mấy trăm tỷ quý vị? Quý vị thử nghĩ có đúng không? Hoàn toàn là sự bịa đặt, đúng không? Ổng có cả cái một đội truyền thông, ổng có cả một cái đội ngũ mà chuyên computer cho ổng, hình ảnh cắt ghép để đưa lên lừa thiên hạ. Thì cái chuyện này đâu có gì đâu mà khó đâu quý vị. Như vậy là theo chị thì là cái clip ghi âm cuộc gọi đó là hoàn toàn là giả mạo đúng không? Cái clip, cái chị nói là chị nói vào một hoàn cảnh khác, nhưng cái ổng nói là ổng đặt vô. À, cái này chị sẽ nhờ công an làm cho rõ ra. Vì chị nói đây là một trong những cái mà hành vi của ổng nó rẻ tiền nhất, mà một người đàn ông không thể làm vậy được. Bây giờ em nghĩ đi, chị là người ơn của ổng, ổng phải nói với chị như thế nào chị mới giúp ổng. Thì đâu có lý nào mà ổng kêu chị hai. Tôi muốn đi tu, tôi có làm gì đâu chị hai. Quý vị nghe có vô lý không? Rồi cái đoạn ở dưới á, trời ơi, tôi nói tôi nghe tôi muốn ói luôn. Thật sự mà nói á, xin lỗi nha, xin lỗi với quý vị nha. Muốn lấy tiền người ta phải nói chuyện cho tử tế, còn chưa lấy được nói cái giọng này ai cho, nói cái giọng này ai giúp, phải không? Cho nên là đừng có gian xảo và đến cái mức mà kinh khủng như vậy. Đừng có cố chứng minh ha, để công an chứng minh giùm cho ông. Khỏi lo, tất cả những cái mối quan hệ của ông được vạch trần ra hết, ông khỏi lo. Ông không cần phải chứng minh cái gì trên công chúng hết, mà ông càng nói ra thì người ta càng thấy ông dơ lắm ông Yên ơi. Thấy không? Ông cứ làm hết những gì có thể đi, và tôi cũng sẽ làm hết những gì có thể vì cộng đồng. Tôi hứa với ông, tôi đổi mạng với ông luôn. Vì cộng đồng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Chỉ khuyên ông một điều, ông giữ lại một chút cái thằng đàn ông của ông đi. Ông đừng có nó dơ bẩn tới cái mức mà trời ơi, tôi nói người nào mà đi tin thì người đó hết cũng không thể tưởng tượng được.
tôi dẫn chứng cho mọi người nghe đúng không? Lấy tiền tôi đâu có thể nói chuyện tôi vậy được. Mà nếu nói chuyện như vậy tôi tiền đâu tôi đưa, tại sao tôi phải đưa tiền? Kinh khủng lắm quý vị ơi. Trời, tôi nói thật với quý vị nha, tôi nói thật, nhiều khi tôi nghĩ tôi tội nghiệp cho tôi. Tôi rất là cảm động trước cái sự mà chia sẻ của quý vị. Mà khi đêm tôi về tôi nằm tôi tủi thân, chỉ có một mình tôi chiến đấu thôi. Bởi vì tôi là người hiểu hết, tôi là người hiểu tất cả mọi thứ. Có khi anh Dũng đi làm cả ngày cũng tôi cũng không muốn nói để cho anh buồn. Bao nhiêu công việc một mình tôi chiến đấu hết, đối diện cái truyền thông, đối diện với lại tất cả mọi thứ. Đôi khi tôi cảm thấy tôi rất là buồn. Vì sao? Vì cái lương thiện ở trong người tôi không thể nào mà tôi im lặng để cho ông lừa người khác. Cho nên tôi phải làm. Tôi làm với tất cả cái trái tim của tôi, kể cả ngày mai. Kể cả ngày mai tôi chết tôi cũng không hối hận. Không bao giờ tôi hối hận cái điều này. Bởi vì con người tôi nó lương thiện. Tôi cảm thấy gì quý vị? Tôi cảm thấy một cái điều á, là cái sự tử tế của mình á, đặt không đúng chỗ. Ông Yên phải trả giá, mà không phải trả giá cho tôi, mà phải trả giá cho tất cả mọi người. Sẵn cái dịp này tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn là 20 người đã làm đơn thư Võ Hoàng Yên, thì tôi sẽ gửi tất cả những cái đơn thư đó lên cho công an. Quý vị biết bây giờ ông, mục đích của ông là gì? Bụm miệng tôi. Bụm miệng tôi để làm chi? Để cho câu chuyện nó chìm xuống từ từ. Nhưng ông quên một điều rằng tôi mãnh liệt lắm. Không bao giờ tôi bỏ cuộc, và tôi sẽ đại diện cho tất cả những người đã từng bị ổng làm cho tổn thương đau đớn. Tôi đòi lại công bằng cho mọi người. Tôi hứa với quý vị không bao giờ tôi bỏ cuộc, kể cả ngày mai tôi chết. Mà quý vị phải nhớ một điều rằng là chân lý bao giờ cũng là một thôi. Tôi tổn thương rất nhiều, tôi mất mát rất là nhiều, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Để cho quý vị thấy rằng là trên đời này bao nhiêu thói hư xấu ổng lấy về cho ổng hết. Ổng cho vay nặng lãi, ông lừa gạt người ta, biến thành người ta thành một con người đang có tiền có bạc, trở thành con nợ của ổng. Nếu tôi không tỉnh táo thì có lẽ chắc cũng vậy đó quý vị. Cái này là chắc là cái này là sự thật đó quý vị. Và nói luôn cho quý vị nghe một cái này, tất cả những cái tin nhắn mà ông nhắn với lại cái trợ lý của tôi, ông thu hồi sạch sẽ, không còn một tin nào quý vị ơi, thu hồi sạch sẽ luôn đó. Quý vị thấy không, cao thủ ông, không còn một tin nhắn nào giữa ổng với thư ký tôi làm việc với nhau đó. Rồi ổng làm hết tất cả để chi? Để bụm miệng tôi, để bụm miệng tôi để mà làm nhục tôi, hay là để làm một hai động tác đó để cho tôi sợ? Không bao giờ đâu quý vị, tôi không bao giờ sợ cái điều đó. Tôi đang sống cho chân lý. Quý vị thương tôi cũng cảm ơn, mà không thương tôi cũng chơi tới cùng cái vụ này. Càng làm ra tôi mới càng cảm thấy ổng dơ bẩn, tôi càng cảm thấy ổng hèn hạ, không có một chút nào của người đàn ông hết. Trời ơi, anh Dũng anh nói đó quý vị, tung ra đi, có bao nhiêu tung hết ra đi để cho thiên hạ biết ổng là loại người nào. Hả quý vị? Mà ông Yên ơi, ông không cần tung đâu, công an người ta làm giùm ông. Ông không cần đâu, vô tới công an là đâu ra đó hết, là đừng có lo, trái phải có đủ hết trơn á. Thấy không? Cho dù tôi có sai lầm, tôi có tin ông quá đáng hay chăng nữa, đây cũng là sự thật. Tôi hy sinh, thấy không? Tôi tốn tiền, tốn mạng, tôi mất hết thời gian. Để chi? Tôi lột mặt nạ ông ra, tôi lột nguyên cái tập đoàn của ông ra, hơn 100 người. Đi qua tới nước ngoài cũng có giang hồ, đi tới chỗ nào ổng cũng tạo ra nhóm này nhóm kia để mà áp đặt cái vu khống người ta, quý vị thấy không? Càng ngày càng lòi ra biết bao nhiêu là nạn nhân của ổng. Bây giờ ổng chơi giang hồ không, xung quanh ổng toàn giang hồ không, bây giờ ổng đâu có lực gì ngoài lực rừng đó. Quý vị thấy rõ ràng đây là một câu chuyện rất thật. Đối đầu với tôi không được thì đối đầu với những nạn nhân mà đang thưa kiện ổng, và hoặc là những người nào mà lên tiếng đó ổng, thì hỏi 14 năm nay có ai dám đụng tới ổng đâu. Quý vị thấy không? Đây là gì? Đây là cái chuyện của cộng đồng. Tôi tuyên chiến với ổng và tôi yêu cầu ổng ra mặt đi. Đừng có núp lén. Đừng có núp lén, nó hèn lắm. Nó nhục lắm. Ngày nào ông đi hiên ngang như một ông vua. Ông đi nghiêng ngang như là một cái người mà thánh thần ở đâu xuất hiện tới. Bà con đùng đùng kéo tới ngưỡng mộ ông 4-5 cây số, ngày đêm chầu trực chờ để được gặp ông. Tại sao bây giờ ông không ra mặt đi? Ông trốn ở nơi nào, ông ra mặt đi, ông lên tiếng đi, tôi mới nể ông là đàn ông. Còn chơi mấy cái trò đấp lén đó, đàn bà như tôi còn không làm nữa đó ông Yên. Thấy không? Còn những người nào cổ xí theo ông Yên á, tôi nói thật lòng, tôi biết rõ tôi không bỏ qua đâu. Cái gan tôi lớn lắm, tôi nói thật lòng, tôi không bỏ qua. Và tôi nói luôn cho quý vị biết, cái thằng Cường là thằng gì á? Trần Chánh Cường.
là cánh tay phải của ông chuyên môn truyền thông cắt ghép clip, và thằng bên công ty Phong Vũ á, công ty Phong Vũ á, là mỗi công ty computer đó, chuyên môn cái là cắt ghép hình ảnh rồi tất cả những cái gì mà ông cần. Ông có nhiều đội quân lắm, có luật sư, có hình ảnh, có tất cả những chiêu trò của ổng. Thậm chí ổng bán vé ổng như thế nào, ổng hoàn toàn không dính dáng gì hết. Vì sao? Ổng hại người ta nhưng ổng vô can đó quý vị. Thì hỏi quý vị nha, có ai đụng được ổng không? 14 năm nay ổng lừa từ chính quyền, ổng lừa từ người dân lương thiện cho đến cái người bệnh tật, cho đến những người biết hoặc không biết. Bởi vì tôi mới nói đi nói lại thì quý vị nói là tôi nói nhiều, tôi phải nói vì tôi càng nói thì sự việc nó càng đổ bể ra. Chứ nếu tôi im chắc chắn nó chìm xuống. Chìm xuống chỉ cần một tuần lễ thôi là câu chuyện nó chìm xuống. Chứ ông tìm mọi cách để ông bụm miệng tôi. Xưa rồi Võ Hoàng Yên, chừng nào mà ông nằm yên á, ông vô tù á, tôi mới bỏ. Không bao giờ mà tôi tát tay vô mặt tôi đâu. Ông nhớ cái điều đó nha. Và cái lương thiện trong con người tôi là dành cho cả cộng đồng, không phải là cho riêng một người nào đâu. Cho nên tôi nói tôi có một cái mạng chứ, mà tôi đổi cả nhóm của ông á, tôi nói thật cho ông biết. Cho nên tôi nói bây giờ tôi yêu cầu ra mặt đi, ra mặt đối diện với mọi người đi, ra mặt đối diện với công chúng đi. Đừng có chơi lén, chơi hèn, chơi trời ơi đàn ông gì mà bỉ ổi quá, chơi núp lùm, núp trong váy á, núp trong váy người ta, núp trong váy người ta rồi núp trong lùm để mà làm cái trò bỉ ổi. Trời ơi, nó nhục lắm ông Yên ơi, ra mặt đi. Còn cái thằng luật sư Trí á, mày là chuyên môn vẽ đường cho ông Yên đi lừa đảo người ta để tránh luật, thì mày cũng ra mặt đi. Mày đừng cái nút lén, tao sẽ đưa mày ra công chúng. Trái đất quay tròn, sẽ có lúc nào tao gặp lại mày, mày sẽ biết tao là ai đó. Tao không hăm dọa mày đâu. Mày là luật sư mà mày kiện tao đi. Cả cái xã hội này đang muốn mày ra mặt luôn đó, luật sư Trí. Phải không? Ai chẳng muốn mày ra mặt. Bây giờ mày sống trong cái xã hội này mày còn cái gì nữa không? Mày còn cái giá trị gì mày đi làm luật sư nữa không? Mày là thằng lừa đảo chứ mày phải luật sư. Ông Yên lừa 10 thì mày cũng làm 8 phần trong đó. Đó, tao kêu tên mày, tao kêu mày ra trước công chúng, mày kiện tao đi luật sư Trí. Tao đang muốn mày kiện tao đó, tao sỉ nhục mày trước công chúng đó, mày kiện tao đi. Ra mặt hết đi, đừng có núp lén. Nghe con thằng Cường, thằng Tuyền, thằng Phong Vũ, đông lắm, thằng Thiện Nhẫn, 20-30 người và riêng con nhỏ Việt, là con nhỏ đó đó, chị nói á. Con nhỏ này mới là cao thủ nè. Nó lấy cái tin nhắn của nó cho ổng. Những cái chỗ này rất cao thủ nè. Hai người nhắn nhau để có một cái gì, có cái dữ liệu ra gửi qua cho người khác, xem là nó đang đòi nợ ổng. À, mà chị nói ổng chụp cái màn hình đó ổng gửi qua cho chị, là thầy ơi thầy trả tiền cho con đi, 4,5 tỷ. Thầy mượn con lâu lắm rồi, giờ này con khổ lắm rồi, thầy làm ơn trả cho con đi. Ổng mới gọi trở lại cho nó là thầy đi chữa bệnh, không có thời gian để có tiền. Coi như là kịch bản có một sự hợp tác với nhau. Riêng cái con nhỏ này chị không bao giờ bỏ qua. 4,5 tỷ của chị và 2,5 tỷ một người ở Bình Phước nữa. Cũng cái kịch bản này luôn, là mượn nợ, có nghĩa là hai người nhắn tin nhau để có một bằng chứng đi lừa đảo người khác. Cuối cùng chị phát hiện ra là nó là học trò của ông đi chữa bệnh chung, và nó là người lấy cái sổ đỏ của chị cho đi cầm. Riêng nhỏ này là một nhân vật cũng là không thua gì ông Bình. Có nghĩa là họ lừa đảo có tổ chức. Có nghĩa là chị kia em nhắn cho chị cái gì đó, xong rồi thì chị có bằng chứng để chị đưa cho người khác thôi. Trời ơi, cao thủ lắm quý vị ơi. Quý vị không thể nào mà tưởng tượng được đâu. Cho nên là Phương Hằng tôi á, bữa nay cũng chia sẻ với quý vị, và mong cho quý vị là theo dõi tiếp cái câu chuyện này. Khoảng chừng 2-3 ngày tôi lại xuất hiện một lần, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Cho nên là nãy giờ mình nói cũng rất là nhiều rồi quý vị. Anh Dũng cũng chia sẻ với quý vị rồi, bản thân tôi cũng chia sẻ với quý vị rồi. Thì tôi sẽ trở lại 1-2 ngày nữa để cho cái câu chuyện nó được trọn vẹn hơn. Chứ bây giờ quý vị thấy không, cũng Facebook bây giờ nó cũng rất là nguy hiểm. Đưa lên là nó chậm, đưa lên là nó chậm. Quý vị thấy không, chậm vô cớ luôn. Thì quý vị tự hiểu là cái chuyện gì đã xảy ra rồi. Và 5 ngày nữa thì Facebook của tôi sẽ mở lại đó. Cái đó là theo như là thông báo của Facebook. Nhưng mà rồi mở hay không mở tôi cũng chưa biết nữa quý vị. Thật là nguy hiểm. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị cứ nếu không thì tôi sẽ quay, tôi đưa lên YouTube đi, ở Trường Đua Đại Nam, quý vị vào quý vị xem cũng được. Còn cái trò chơi bẩn này thì tôi cũng chịu thua. Đó là tất cả xung quanh tôi gần như là bị bao vây hết. Cái trang nào mà đưa lên thông báo là sẽ trực tiếp, là gần như trang đó bị khóa liền. Vậy thì quý vị đủ hiểu là mức độ truyền thông, mức độ 500 anh em của ổng đâu phải tầm thường.
Đó, cho nên là thôi cảm ơn quý vị. Hôm nay tôi rất là bức xúc, cũng rất là buồn. Càng ngày mình càng cảm thấy mình nặng nề, mệt mỏi quá. Nhưng mà vẫn không quên cảm ơn quý vị đã rất là thương tôi, cổ vũ tôi và tin tôi. Những gì tôi làm tôi sẽ làm cho bằng hết. Kể cả ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng chơi cho tới cùng. Kính chào quý vị, chúc quý vị sức khỏe nha quý vị. Xin phiền cô thêm khoảng 1 phút, tại vì tôi thấy câu hỏi này rất là cần thiết. Bởi vì trên mạng xã hội bây giờ rất nhiều người sử dụng tài khoản mạo danh hoặc là những cái trang huy động nguồn quỹ cho quỹ từ thiện hàng ngũ, tức là người ta lợi dụng quỹ từ thiện hàng ngũ để huy động tài trợ từ những nhà hảo tâm. Vậy thì bà có thể khẳng định với tất cả các cộng đồng đang trên Facebook rằng quỹ từ thiện hàng ngũ của mình là có nguồn vốn từ đâu và đang hoạt động bằng cái kinh phí nào để cho người dân hoặc là những nhà hảo tâm người ta không bị nhầm lẫn và người ta không quyên góp sai trái? Tôi là chủ tịch của quỹ hàng hữu, tôi khẳng định với tất cả quý vị là chưa bao giờ tôi quyên góp của ai hết. Tất cả 100% lợi nhuận từ công ty hết. Cho nên những cái Facebook nào mà kêu quyên góp là đều giả hết nha quý vị. Quý vị hết sức là tỉnh táo, vì tôi không bao giờ nhận một đồng xu nào của ai để đi làm từ thiện. Có bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu, cho nên quý vị hãy hết sức là tỉnh táo và ghi nhận cái điều này. Và tôi sẽ trở lại trong 4 ngày nữa nếu như Facebook được mở. Còn nếu như Facebook chưa được mở thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ với quý vị trên YouTube của Trường Đua Đại Nam để quý vị theo dõi thông tin. Và tôi sẽ chia sẻ qua nhiều trang để quý vị biết rằng là tôi vẫn cố gắng để làm cho câu chuyện này nó được trọn vẹn nha quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn được bình an, luôn được hạnh phúc nha quý vị. Xin chào quý vị.